Chương 900: Tiến vào thần giới. Lăng Hàn cuối cùng vận chuyển quốc thế, tăng sức chiến đấu lên tới cực hạn. 25 tinh, đùng, hắn tay không tóm lấy đao mang, nắm chặt, đùng, đao mang phá nát, dù cho phía trên có thần văn cũng vô dụng. Phải biết Lăng Hàn vận dụng phúc địa ấn, cái này đồng dạng là thần giới chi thuật, ý chí võ đạo lộ liễu, đủ có thể đối kháng thần văn. Phía dưới một mảnh tĩnh lặng, sau đó mới bùng nổ ra tiếng hoan hô bài sơn đảo hải. Bệ hạ vạn tuế, bệ hạ uy vũ. Bệ hạ khí phách, tất cả mọi người điên cuồng kêu lên, hiện tại chỉ có kêu to như vậy mới có thể phát tiết một ngạt trong lòng bọn họ. Ra sức, hả giận, lang hàn tiếp tục khai thiên, sơn hà phủ đập xuống, trời xanh xé ra, cuối cùng liên thông với thần giới. Hô, linh khí thần giới tràn vào, bàng bạc như biển, mẹ kiếp, bản tọa muốn đột phá. khách liên thiên vân kinh ngạc thốt lên, hắn là hậu duệ chân long, huyết mạch quá mạnh mẽ, không giống những người khác, không có công pháp đối ứng là không thể đột phá thần cảnh. Hắn không giống, chỉ cần có hoàn cảnh của thần giới, hắn đột phá dễ như uống nước. Nhưng hắn vội và áp chế, hắn vẫn không có đánh bóng phá hư cảnh đến mức tận cùng, còn không muốn đột phá nhanh như thế. Đổi lại trước khi không có nhận thức lăng hàn, hắn tự nhiên cảm thấy sức chiến đấu phá hư 20 tinh đã là cực hạn, không đột phá còn làm gì. Nhưng sau khi nhận thức tên biến thái lăng hàn này, hắn cũng có xu thế dựa vào biến thái, quyết định xung kích lực lượng phá hư 20 tinh, sau đó sẽ cân nhắc đột phá. Ngược lại hắn còn trẻ, không phải sao. Hơn nữa, lúc này đột phá chắc sẽ bị hàng thiên đại lục bài xích, trên đỉnh đầu lại có tỏa thiên đại trận, bài xích đi ra ngoài chính là muốn chết, hắn tự nhiên không làm. Từ thần giới tiến vào cũng không chỉ linh khí nồng nặc, còn có quy tắc hoàn chỉnh, làm cho tất cả mọi người đều giống như bắt được món đồ gì. Có mấy người trực tiếp ngồi khoanh chân, thu được thời cơ đột phá. Trời mở ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành công, bởi vì hiện tại lỗ hổng quá nhỏ, không cách nào để cho toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục xuyên qua. Có điều, bị thần giới dẫn dắt, Hằng Thiên Đại Lục cũng đang chen về thần giới, thật giống như một sản phụ trong ngoài gia lực muốn sinh trẻ con ra. Một đầu khác, lão giả kia biến sắc, còn tiếp tục như vậy, cho dù Lăng Hàn không ra tay, Hằng Thiên Đại Lục cũng có khả năng bị thần giới hút qua. Hắn vội rời đi, chỉ một lát sau, lại xuất hiện một bà lão tử y, trên đầu nàng lơ lửng bốn vòng nhật nguyệt, nhưng bất đồng chính là bốn vòng nhật nguyệt của nàng đều to nhỏ giống nhau đây mới thực sự là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, tu đến đỉnh cao, không đột phá tinh thần cảnh là không thể tăng lên nữa. Bà lão tử y lạnh lùng nhìn lăng hàn, oanh, sau lưng của nàng lộ ra hai phượng rực dài vạn trược, sau đó tay phải thò ra, có liệt diễm vô tận thiêu đốt, dù cho cách xa nhau hai giới cũng làm cho người bay lên hàn ý vô tận. Ngọn lửa này có thể thiêu sạch tất cả, xeo, trong nháy mắt, có một viên hỏa đạn đánh tới. Rất đơn giản, không có kiếm mang đao mang dài ngàn trược, chỉ có một viên hỏa đạn to bằng nắm tay, nhưng uy lực của viên hỏa đạn này lại vượt qua đao mang lúc trước gấp 10 lần. quả nhiên coi như cùng một cảnh giới nhỏ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh cao tranh lệch cũng lớn vô cùng, chẳng trách có thể vượt qua một tiểu cảnh giới nhỏ chiến đấu liền được gọi là thiên tài. đây là người mạnh nhất của thần giới ngũ tông, như vậy chỉ cần chặn đòn đánh này coi như là chân chính thành công, có thể không sợ gì nữa. lang hàn ra tay toàn lực ứng phó, đánh về viên hỏa đạn kia. ầm! Um, nhưng vô dụng, sức chiến đấu phá hư 25 tinh cũng không chặn được đòn đánh này, cả người bị ngọn lửa nuốt hết. Bệ hạ, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ lại muốn thất bại, ở thời khắc như vậy sao? Phải biết trời đã mở ra, chỉ cần kiên trì một hồi, toàn bộ đại lục sẽ có thể phi thăng thần giới. Một đầu khác, bà lão kia cười gần, chân hoàng thần hỏa của nàng đáng sợ đến mức nào, dù thần linh cùng cấp cũng không dám đón đỡ, huống chi là một phá hư cảnh. Nhưng trong nháy mắt sau đó, nụ cười trên mặt nàng đã biến thành kinh ngạc. Cái này, làm sao có khả năng? Chỉ thấy, lăng hàn từ trong ngọn lửa đi ra, tuy cả người còn đang thiêu đốt, nhưng tinh khí thần cực kỳ dồi dào, khí huyết sông thẳng bầu trời. Hắn vung phủ, tiếp tục khai thiên, bệ hạ, vạn dân đều hô, không ai không kích động đến tê cả ra đầu. Đây thực sự là sơn cùng thủy tận tưởng không đường, hy vọng lại đột nhiên bay ra. Vốn tưởng rằng hết thảy đều chấm dứt ở đây, không nghĩ tới lăng hàn lại cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ trải qua chiến dịch này trong lòng tất cả mọi người đều mai phục niềm tin lăng hàn vô địch bất luận tình thế ác liệt cỡ nào vương của bọn họ đều có biện pháp giải quyết dân tâm quy nhất quốc thế đại thịnh trên bầu trời hoàng đô hắc tháp đồ đằng tỏa ra kim quang vang lên thanh âm ong ong quang mang chiếu toàn bộ cương vực quốc thế hưng thịnh bà lão tử y mặt đầy âm trầm lần thứ hai triển khai công kích từng viên từng viên hỏa đạn kéo tới nhìn kỹ trên hỏa đạn đều có thần văn hình dạng phượng hoàng uy lực cực kỳ đáng sợ Lăng Hàn biết thực lực của mình không đủ để đối kháng, nên mặc kệ, chỉ vung vẩy sơn hà phủ chém trời, dựa cả vào thể phách ngạnh kháng. Đây mới là lá bài tẩy chân chính của hắn, thể phách cấp bậc thần thiết, người đến thiêu đi. Nếu như ở thần giới, Lăng Hàn đương nhiên không dám tùy hứng như thế, nhưng hiện tại còn cách hai giới hắn có gì sợ. Nếu như công kích của đối phương có thể phát huy hoàn toàn tác dụng, vậy nói rõ khai thiên đã thành công, có đúng hay không? Mở, 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 Lăng Hàn mỗi vùng một búa, Ngàn tỷ quốc dân cũng theo hô một tiếng, bọn họ không thể chia sẻ áp lực cho Lăng Hàn, như vậy chỉ có dùng phương thức này đến giúp Lăng Hàn. Đừng nói người bình thường như vậy, ngay cả thất phương, khách Liên Thiên Vân cũng bị bầu không khí cảm hóa, đồng thời thét lên. "Mở, mở, mở!" Lăng Hàn cũng điên cuồng, hỏa đạn của bà lão có chút đáng sợ, ngay cả thể phách của hắn cũng có dấu hiệu thiêu dung, bởi vậy tuyệt không thể để cho nó thiêu đốt tiếp, phải mau chóng khai thiên, bằng không hắn thật có thể bị nung chảy. Bà lão kia cũng gấp Khai Thiên chỉ kém một đường, không kịp ngăn cản nữa Hằng Thiên Đại Lục sẽ thành con vịt đun sôi chạy mất. Nàng cũng không tiếc đánh đổi mà ra tay, đánh ra hỏa đạn vô cùng vô tận, hóa thành hỏa vũ từ thần giới rơi xuống. Chương 901, số mệnh gia thân, mở cho chấm, lang Hàn vung ra một búa cuối cùng, ầm, um, lỗ hồng này đã đủ lớn, hấp lực đến từ thần giới tăng lên mấy trăm lần, Hằng Thiên Đại Lục lập tức tăng tốc va chạm với thần giới, xèo, phảng phất như chim nhỏ phá xác mà ra. Bên ngoài có đại trận phong tỏa nhưng tiểu thế giới xung kích lại há là trận pháp cấp bậc sơn hà cảnh có thể ngăn cản. đùng trận pháp lập tức đổ nát, toàn bộ đại lục mang theo hải vực đồng thời xông ra ngoài, oanh oanh oanh, ở phụ cận, bà lão tử y, lão giả tóc trắng, nam tử trung niên đều bị chấn bay, máu tươi phun tung tóe. Bọn họ dám ngăn cản khai thiên, đây là thiên địa phản phệ. Xeo, bọn họ chỉ có thể co quắp nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn hàng thiên đại lục bay về phía bầu trời, trong nháy mắt hóa thành một điểm nhỏ, không thấy bóng dáng oanh, lăng hàn từ giữa bầu trời rơi xuống, hắn thình lình phát hiện mình lại không thể phi hành, ngược lại không phải trọng lực nơi này lớn đến để hắn không cách nào phi hành, mà là một loại quy tắc nào đó, hạn định hắn không thể bay. Nhưng lập tức, hắn lại phát hiện không giống, những người khác cũng như thế, không nói ra được cụ thể làm sao, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, thật giống như tắm rửa ở trong ôn tuyền, thoải mái không cách nào hình dung. Bọn họ tiến vào thần giới, từ nay về sau, bọn họ không còn là run dế hạ giới, mà là con dân của thần giới. Vạn tuế, tất cả mọi người đều hoan hô, vì vương của bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều tắt tiếng, bởi vì cảnh sắc chung quanh quá huyễn lệ. Hàng thiên đại lục ở dưới quy tắc của thần giới, bắt đầu hành trình xuyên toa không gian. Bọn họ rất nhanh nhìn thấy, thiên địa thần giới từ một lục địa to lớn hóa thành một cầu, sau đó biến thành một điểm. Mà trong tinh vũ minh mông, điểm nhiều như là vậy vô số kể. Mỗi một điểm, Chính là một đại lục như vậy sao? Làm sao có khả năng, kia là hình tròn, người đứng ở một đầu khác sẽ không ngã xuống sao? Thần giới lớn như vậy sao, quả thực vô cùng vô tận a. À. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, bọn họ quen thuộc vị trí hoàn cảnh của mình, Hằng Thiên đại lục thực sự là một khối đại lục, trời tròn đất vuông. Nhưng ở đây, cả đại lục hình tròn, đánh vỡ nhận thức của bọn họ a. À. Hỏa cầu lớn kia là cái gì? Thái Dương sao? Nhưng Thái Dương có lớn như vậy sao? từng đốm nhỏ kia hóa ra đều là từng đại lục, đại lục hình tròn. Hàng thiên đại lục bay quá nhanh, có khả năng vượt qua bất kỳ một vị đại năng thần giới nào, trong nháy mắt liền vượt qua vô số tinh hệ, vô số tinh vực, cuối cùng, tốc độ của nó chậm lại. Phía trước xuất hiện một viên tinh cầu khổng lồ, lấy lục địa màu vàng đất làm chủ, đại hải thương lam chỉ chiếm cứ một phần năm diện tích. Hàng thiên đại lục rơi xuống, đại địa phía dưới nứt ra, thật giống như nhường chỗ vậy. Muốn nói hàng thiên đại lục cũng đủ lớn, nhưng so với tinh cầu này lại nhỏ đến đáng thương, ngay cả một phần ngàn vạn cũng chưa tới. Tinh cầu này chứa chấp được hàng thiên đại lục, dễ như ăn cháo. Oanh, đại địa phát ra một tiếng vang trầm thấp, đây là đại lục đã cố định. Thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc kéo tới, trong nháy mắt liền để rất nhiều người đột phá, cấp độ nơi đây quá cao, dù cho chỉ hô hấp mấy lần liền để những phàm nhân này tăng lên cảnh giới. Trong cơ thể của Lăng Hàn cũng dục ra dục dịch, hắn đã đạt đến phá hư tầng 9, nắm giữ tư cách đột phá nhưng hắn lựa chọn áp chế, ở hạ giới muốn tu đến lực lượng phá hư 20 tinh có chút khó khăn, nhưng nơi này là thần giới, các loại tài nguyên nhiều lắm. Vạn tuế, ngô hoàng vạn tuế, toàn bộ đại lục đều đang hoan hô, hiện tại bọn hắn cuối cùng thoát khỏi vận mệnh trở thành dược liệu, trở thành con dân của thần giới, tầng thứ sinh mệnh tăng cao một đoạn dài, cái này sẽ ở sau này chậm rãi thể hiện ra. Phía trên hoàng đô, đồ đằng hắc tháp ngưng tụ thành thực chất, càng ngày càng uy nghiêm. Mà vô số đạo linh khí cùng với đồ vật không nói rõ được cũng rót vào trên đồ đằng hắc tháp, thông qua cái này lan truyền đến thân thể những người lưu danh trên đồ đằng hắc tháp. Khai thiên, đây là một tráng cử, sẽ nhận được thiên địa tán đồng cùng ngợi khen. Lăng Hàn phát hiện, lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Phá hư 10 tứ tinh, 15 tinh, 16 tinh. Có điều, thời gian cũng đi qua hai ngày, lực lượng dòng giã tăng lên tam tinh, cái này thật đáng sợ, Ý nghĩa hiện tại sức chiến đấu của hắn sắp tiếp cận phá hư 30 tinh Mặt khác, hắn phát hiện thể chất của mình cũng có chút thay đổi Linh căn giật động, tràn ngập thần tính Người khai thiên, được số mệnh ra thân Số mệnh là vật không nói rõ được Sờ không được không nhìn thấy Nhưng sẽ thiết thiết thật thật mà phát huy ra tác dụng Cả nước vui mừng Đây là ngày vui thuộc về toàn thể quốc dân của Đại Lăng Triều Nhưng vẻ đẹp như vậy cũng không kéo dài bao lâu Rất nhanh, có cường giả trên tinh cầu này đến rồi Ai là quốc chủ? Thanh âm ngạo mạn vang lên, chỉ thấy một người đứng ở trên hoàng cung, lấy ngữ khí khinh bỉ hỏi: "Đây là Thần Linh, cho dù hiện tại sức chiến đấu của Lăng Hàn tiếp cận phá hư 30 tinh, nhưng thời điểm nhìn thấy đối phương, hắn liền biết mình tuyệt đối không thể là địch thủ. Kém quá nhiều, coi như Thần Linh yếu nhất cũng mạnh hơn phá hư cảnh mấy vạn lần. Hiện tại không có giới bích ngăn cách, Thần Linh chính là Thần Linh, lực lượng không bị suy yếu một chút. Ở trước khi khai thiên Lăng Hàn đã có giác ngộ, bởi vậy hắn mặt không biến sắc, chỉ lạnh nhạt nói. Chấm ở đây, ồ, oh, người kia là nam tử áo bào trắng nhìn qua chừng 30 tuổi, thân hình thon dài, hắn cố ý thể hiện ra thực lực, phía sau có hư ảnh một ngọn núi cao. Chuyện này ý nghĩa đối phương là Sơn Hà Cảnh, nhưng nhiều nhất chỉ đạt đến tiểu cực vị trung kỳ, bởi vì Sơn Hà chỉ có núi không có sông, vậy làm sao xem như hoàn chỉnh. Ở thần giới, đây là cường giả tầng thấp nhất, nhưng vẫn có thể xưng một tiếng cường giả, nghiền ép tất cả con dân hạ giới ta chính là đặc sứ của Đông Hư Vương Triều Nghiêm Vĩnh Giật, nếu ngươi là quốc chủ, vậy thì lập tức dâng quốc thư, xưng thần với Triều ta đi. Hắn lạnh nhạt nói, cực kỳ hứng hờ, dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện tất nhiên, Đông Hư Vương Triều tổng cộng có bao nhiêu thần linh, lấy trăm vạn tính, tùy tiện đi ra một cái cũng có thể phá hủy thế giới mới tới này, vậy xưng thần không phải chuyện tất nhiên sao? Nghe nói như thế, quốc dân Hoàng Đô không ai không lộ ra vẻ giận dữ. chương 902, Loạn Tinh Hoàng Triều Thượng Trải qua chiến dịch khai thiên, tất cả mọi người đều xem Lăng Hàn là thần linh chân chính, đế vương vô địch. Đế vương há có thể chịu nhục, ha ha, đông hư vương triều cũng dám tranh với an thủy vương triều ta sao. Xeo, lại một người bay tới, đứng ở trên hoàng cung, đối lập với nghiêm vĩnh giật. Ha ha ha, các người đã quên lôi trung vương triều ta sao. Thần linh thứ ba bay tới, Lăng Hàn nghe rực song song nói, quốc thổ, con dân, đây là tài nguyên vô cùng quý giá của thần giới, bởi vì cái này liên lụy tới quốc thế. Hiện tại một tân đại lục từ tiểu thế giới bay tới, thế lực nào không muốn chia một chén canh. Càng mấu chốt chính là, khai thiên sẽ được thiên địa ngợi khen, nếu như có thể nuốt chửng quốc thế của đại lăng triều, như vậy quốc thế của mình sẽ được đại bổ. Lăng Hàn đứng trang nghiêm không nói gì, hắn đã có giác ngộ, nhưng có thể treo giá. Chí ít cũng phải bán cho một thế lực hung hăng nhất, như vậy sau khi hắn rời đi, đại lăng triều mới có thể an toàn, không cần lo lắng bị người xâm lấn. Xeo, lưu quang lấp lóe chỉ thấy một phi thuyền phá không mà tới. Nhất thời, những thần linh kia đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Thần giới có quy tắc của thần giới, thân thể phi hành là đại năng tuyệt đối, nhưng nắm giữ thần khí phi hành thì ý nghĩa gốc gác đáng sợ. Không nói những cái khác, mấy thần linh tới trước đều dựa vào hai chân chạy, chỉ là bọn hắn khoảng cách gần, cho nên mới tới trước. Trên phi thuyền, đứng thẳng một nam tử bạch y nhẹ nhàng, nhìn qua chỉ 26-27 tuổi, nhưng có thể trở thành thần linh, Tuổi thọ rất dài, đương nhiên không thể dùng tướng mạo để phán đoán tuổi tác. Sau lưng hắn vác lấy một thanh bảo kiếm, khí tức không hiện ra, cũng không cách nào từ bề ngoài phán đoán tu vi của hắn. Loạn tinh hoàng triều, nhưng mọi người thấy tiêu chí trên phi thuyền thì lập tức lộ ra ý cung kính. Lại như ở hạ giới, tông, môn, phái không thể dùng linh tinh, ở thần giới cũng như thế, đế triều, hoàng triều, vương triều, này đại diện cho thực lực tuyệt nhiên không giống. Có nhật nguyệt cảnh tỏa trấn, này có thể lập quốc ở thần giới, thành lập vương triều. Hoàng triều thì yêu cầu có tinh thần cảnh, đế triều là hàng hà cảnh, đây là tuyệt đối không thể sang bậy. Đương nhiên, như đại lăng triều, bởi vì từ hạ giới đến, tự nhiên không thể tính. Vị này chính là quốc chủ sao? Nam tử mặc áo trắng nhìn về phía lăng hàn, lộ ra nụ cười nói. Tại hạ hướng thừa xuấn, chính là môn hạ tả tướng đại nhân của loạn tinh Hoàng Triều. Hướng đại nhân, lăng hàn chắp tay chào, đây là thần giới, Hắn nhất định phải thu hồi hết thảy ngạo khí. Nhưng ngạo khí dễ thu, ngông nghênh khó gấy hắn vẫn hết sức hung hăng, có thể cúi đầu nịnh ngọt. Ngoài ý muốn chính là, hướng thừa duẫn này lại rất hiền hòa, cũng không có bày biện ra cái giá cường giả, điều này làm cho Lăng Hàn cảm khái, xuất thân càng hào môn, ngược lại càng bình dị gần gũi. Đương nhiên, hướng thừa duẫn này ngạo ở trong xương, rõ ràng đứng ở chỗ đó, nhưng không để sứ giả của vương triều nào ở trong mắt. Hướng thừa duẫn là đại biểu tà tướng đại nhân đến mục đích tự nhiên là thu phục Đại Lăng Triều, trở thành phụ thần của loạn tinh Hoàng Triều, nói trắng ra, là thế lực phụ thuộc của tả tướng đại nhân. Hoàng Triều quá mạnh mẽ, căn bản khinh thường một thế lực nhỏ vừa khai thiên tới. Lăng Hàn hỏi đối phương thế lực phân bố cơ bản ở nơi này, mà hướng thừa Duẫn cũng không ẩn giấu, có sao nói vậy? Tinh cầu này gọi hợp ninh tinh, tổng cộng có ba thế lực Hoàng Triều, phân biệt là loạn tinh Hoàng Triều, trụ thiên Hoàng Triều và bích lạc Hoàng Triều. Dưới tam đại hoàng triều, có hơn trăm vương triều, Tam đại hoàng triều thực lực tương đương, quanh năm chinh chiến, lẫn nhau đều muốn chiếm đoạt đối phương. Mà điều này cũng cho vương triều không gian sinh tồn, không ai không phải phụ thần dựa vào một hoàng triều, lẫn nhau tranh cướp nhân khẩu địa bàn, đánh cho vô cùng kịch liệt. Bởi vậy, đại lăng triều khai thiên lên, vương triều phụ cận lập tức phái người lại, nhưng không nghĩ tới loạn tinh hoàng triều cũng phát động, dù cho chỉ là đại biểu tả tướng, nhưng này vẫn để những vương triều khác lựa chọn từ bỏ. Đấu với hoàng triều, sống thiếu kiên nhẫn sao? chỉ một hồi trụ thiên hoàng triều và bích lạc hoàng triều cũng dồn dập phái sứ giả tới muốn thu đại lăng triều làm thế lực phụ thuộc này cũng không phải quốc thổ của đại lăng triều lớn nhân khẩu nhiều mà là bởi vì khai thiên đến quốc thế đại bổ lăng hàn trải qua suy nghĩ sau đó quyết định tạm thời nương nhờ vào loạn tinh hoàng triều đầu tiên không chọn một nhà là không được người ta như cười hít mắt rất dễ nói chuyện nhưng nếu trở mặt tuyệt đối sẽ không chậm hơn lật sách như vậy nếu phải tuyển chọn một cái thì loạn tinh hoàng triều tốt nhất, bởi vì vị trí hiện tại của đại lăng triều cách loạn tinh hoàng triều gần nhất. Đây là suy nghĩ vì quốc gia an toàn, lăng hàn lập quốc thư, trình về phía hướng thừa duẫn từ nay về sau, đại lăng triều chính là nước phụ thuộc của loạn tinh hoàng triều, có nghĩa vụ tiến cống, nghe lệnh, mà loạn tinh hoàng triều thì có nghĩa vụ bảo vệ đại lăng triều. Trong nháy mắt trình hàng thư, trong cơ thể hướng thừa duẫn bay ra một hư ảnh của cửu vĩ thần hồ, cắn đầu đằng hát tháp trên hoàng triều một cái, nhất thời, đồ đằng hát tháp như bị trọng thương, trở nên mơ hồ, mà tất cả mọi người của Đại Lăng Triều đều cảm giác được một luồng tâm ý bi ai. Đây là quốc gia sỉ nhục, bị ép xưng thần, mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn để cho rất nhiều người tức giận không ngớt, hận không thể oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Nhưng càng nhiều người còn lý trí, bọn họ vừa mới tiến vào thần giới, có tư cách gì đấu với thế lực của thần giới. Nếu như không phục, vậy thì liều mạng khổ tu, không có thực lực, chỉ có thể nhịn, ngẫm lại bệ hạ xem, hắn cũng nhịn nếu không vì quốc gia này bệ hạ hoàn toàn có thể buông tay rời đi thiên hạ quá lớn nơi nào không dung được bệ hạ lấy thiên tư của bệ hạ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ quật khởi ở thần giới nếu bệ hạ vì chúng ta mà lựa chọn ẩn nhẫn chúng ta lại há có thể để bệ hạ thất vọng ta muốn trở nên mạnh hơn ta nên phân nạn giải yêu cho bệ hạ quốc dân cũng không có bởi vì khuất nhục này mà ngã xuống trái lại biết xỉ sau đó dũng mỗi người đều kìm nén một luồng ngạo khí muốn liều mạng tu luyện để sau này đại lăng triều có thể khinh thường thiên hạ, không cần bị bất kỳ thế lực nào ép khom lưng. Quốc chủ đại nhân, mời theo tại hạ đi Hoàng đô bái kiến Tả tướng đại nhân. Chương 903, loạn tinh hoàng triều hạ. Hướng Thừa Duẫn cười nói, hành trình này thuận lợi hoàn thành, để hắn hết sức hài lòng, nên nhìn Lăng Hàn hợp mắt hơn rất nhiều. Lăng Hàn đã sớm an bài xong tất cả, liền gật đầu, theo Hướng Thừa Duẫn bước lên phi chu, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Hoàng đô, ở trong lòng âm thầm nói: ta nhất định sẽ trở về bệ hạ tất cả mọi người quỳ xuống ngay cả thất phương cũng gật đầu nhìn theo lăng hàn rời đi con mắt mỗi người đều đỏ lăng hàn gật gù nói hào hào tu luyện không nên để chấm thất vọng tuân thánh dụ tất cả mọi người ầm ầm nói hướng thừa duẫn cười ha ha dịch động phi chu xèo nhất thời phá không mà đi cái thuyền này quá nhanh phảng phất như lưu tinh để lăng hàn khiếp sợ không thôi hắn đã nếm thử tốc độ của hắn ở thần giới chỉ ít chậm gấp trăm lần bởi vì quy tắc nơi này không giống lại so sánh với phi chu hắn chậm quả thực như ốc sên dọc theo đường đi lăng hàn khiêm tốn thỉnh giáo dần dần làm cho đối phương không còn tự cao tự đại nữa trực tiếp gọi tên của lăng hàn đây là một tiến bộ quốc chủ quốc chủ gì chứ kỳ thực là mang theo một loại trào phúng thật giống như đang nhắc nhở lăng hàn là con tin của hắn thánh thượng của loạn tinh hoàng triều là một vị nữ hoàng tinh thần cảnh đại viên mãn thực lực sâu không lường được vị nữ hoàng này vẫn không có thành hôn có người nói không chỉ đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn quyến rũ tận xương, đã từng có đồn đại nói, quốc chủ của trụ thiên, bích lạc hoàng triều đều đồng ý từ bỏ ngôi vị hoàng đế, chỉ cần loạn tinh nữ hoàng triệu gả. Tuy cái này chỉ là lời đồn đãi, nhưng có thể thấy được vị nữ hoàng này mị lực lớn đến mức nào. Dưới nữ hoàng là cửu vương, cửu vương đều là nữ tính, mạnh nhất thậm chí cũng là tinh thần cảnh đại viên mãn, yếu nhất chỉ là sơn hà cảnh, là mấy năm trước mới sắc phong. Về phần tại sao Sơn Hà Cảnh cũng có thể phong vương, vậy thì không người nào biết ở loạn tinh hoàng triều quyền uy của nữ hoàng đại nhân chính là trí cao vô thượng không người nào dám nghi vấn dưới cửu vương là tả hữu nhị tướng hai người này là đối thủ một mất một còn mà sẽ biến thành nước với lửa như hiện tại tự nhiên là ý của loạn tinh nữ hoàng đây là đế thuật cân bằng quyền lực tả hữu nhị tướng khẳng định cũng biết bởi vậy dù bọn họ không muốn đấu cũng phải đấu bằng không nhất định sẽ thất sủng thậm chí bị chèn ép thực lực của hai vị này cũng rất mạnh có người nói đều là tinh thần cảnh tiểu cực vị, đương nhiên cùng nữ hoàng đại nhân là hoàn toàn không so được. Ngoài ra còn có thất tướng, quyền thế hơi kém tả hữu nhị tướng, nhưng thực lực cũng không thấp, tương tự là tinh thần cảnh tiểu cực vị, chỉ là tả hữu nhị tướng chủ bên trong, thất tướng chủ ở ngoài, phụ trách đối ngoại dụng binh và phòng ngự. Văn võ bá quan khác lang Hàn cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, cụ thể hắn có thể đến hoàng đô lại chậm rãi hỏi thăm. Lang Hàn, người có thể phá tan tiểu thế giới tiến vào thần giới, thiên phú tự nhiên không tầm thường có thể tiến vào xích thiên học viện tu tập một hồi. Hướng thừa Duẫn nói cách cục quyền lực của loạn tinh hoàng triều xong, liền kiến nghị Lăng Hàn. Kính xin hướng đại nhân dạy ta, Lăng Hàn khiêm tốn nói, xích thiên học viện là học viện lớn nhất, tốt nhất triều ta, không nói cái khác, đời sau của tả tướng, hữu tướng, bảy vị đại tướng quân đều tu tập ở bên trong. Hướng thừa Duẫn cười nói, năm đó ta cũng may mắn ở xích thiên học viện 387 năm, đáng tiếc, tư chất không đủ, cuối cùng vẫn bị đá ra hắn dừng một chút, lại nói, nếu ngươi ở bên trong có thể kết bạn được quý nhân nào, như vậy có mối quan hệ này, thì dù không thể trở về quốc gia của mình, chỉ ít cũng có thể ở trong cương vực chiều ta tới lui tự nhiên, không cần bị vây ở Hoàng Đô. Dựa theo quy định, Lăng Hàn làm con tin chỉ có thể ở Hoàng Đô, ra một bước liền coi là khiêu khích Hoàng Quyền, có thể trực tiếp xử tử. Lăng Hàn gật đầu, vội vàng thỉnh giáo tình huống của Sích Thiên Học Viện. Nói thật, hắn muốn đột phá thần cảnh cũng phải được công pháp thần cấp, phương diện thể thuật có cửu thể phách thể thuật, nhưng phương diện nguyên lực lại không có cách nào, không được công pháp truyền thừa cũng chỉ có thể mình cân nhắc, vậy thì quá tốn thời gian. Hướng thừa dẫn một đường nói, Lăng Hàn một đường nghe, khi bọn họ tới hoàng đô của loạn tinh Hoàng Triều, Lăng Hàn cũng đã tương đối hiểu xích thiên học viện. Thứ nhất học viện này của loạn tinh Hoàng Triều đã tồn tại hơn triệu năm, trải qua lâu dài phát triển, hiện tại chia làm Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Phân Viện. Tuy cùng ở Hoàng Đô, nhưng xem thành bốn viện độc lập, tồn tại trong lúc đó là cạnh tranh nhau kịch liệt. Nếu như Lâm Hàn muốn vào Xích Thiên học viện, lấy thân phận chủ một quốc gia như hắn, như vậy chỉ cần Tả tướng nói một câu, nhét hắn vào học viện tuyệt đối là một việc nhỏ. Có điều, ta kiến nghị ngươi tốt nhất bằng thực lực của mình đi vào. Hướng Thừa Duẫn nói, lại qua 10 ngày, Bắc viện sẽ tiến hành 20 năm một lần chiêu sinh, nếu như người có biểu hiện ưu dị, sẽ được học viện trọng điểm bồi dưỡng. Ngược lại, Tả tướng đại nhân xác thực có thể đưa ngươi vào học viện nhưng ngươi chỉ có thể làm học sinh bình thường. Lăng Hàn hiểu rõ, tứ đại phân viện đều tách ra chiêu sinh, mỗi năm năm sẽ có một cơ hội, lấy thực lực của mình thi vào, như vậy thành tích càng ưu tú thì càng được học viện coi trọng, được tài nguyên tu luyện càng nhiều, đương nhiên cũng có thể được công pháp thần cấp. Năm nay đến phiên Bắc viện chiêu sinh, lại qua 5 năm là Đông viện, 5 năm sau là Nam viện. Mỗi cách 20 năm là một tuần hoàn, có điều, muốn tiến vào xích Thiên học viện, phá hư cảnh là yêu cầu thấp nhất, mỗi học viện lại chia làm 5 cấp độ, phân biệt đối ứng phá hư cảnh cùng bốn cảnh giới nhỏ của Sơn Hà Cảnh. Đạt đến Sơn Hà Cảnh đỉnh cao, như vậy xin lỗi, muốn tiếp tục tăng lên, bản thân người nghĩ biện pháp đi, tỉ như bái vị đại nhân vật nào đó, hoặc là một thế lực lớn nào đó, hoặc đi thăm dò di tích cổ, thu được công pháp tầng thứ cao hơn. Hiện tại Lăng Hàn còn không cần cân nhắc chuyện sau Sơn Hà Cảnh, sau khi tiến vào Sích Thiên Học Viện, hắn chỉ ít có thể học được công pháp tu đến Sơn Hà Cảnh đỉnh cao. Nhất định phải tiến vào, Lăng Hàn thầm nói Hắn mới tới thần giới, nhân sinh không quen, cần một điểm dừng chân để hắn ung dung quan sát thế giới này, mà hắn thân là Đan Đạo Đế Vương, ở trong học viện khẳng định có đất dụng võ. Chương 904, tứ tiểu thư. Hoàng đô của loạn tinh hoàng triều được gọi Điểm Tinh Thành, thành này lớn kinh người, chỉ ít gấp trăm lần hoàng đô của Đại Lăng triều, mà xa xa liền có thể nhìn thấy, bốn phía hoàng thành có ánh sáng trận pháp lấp loé, thời khắc đều bùng nổ ra uy năng đáng sợ. Dựa theo hướng thừa duẫn nói, Thần linh dưới tinh thần cảnh nếu dám xông vào, sẽ bị trận pháp cắn giết, tuyệt không có khả năng thứ hai. Đến nơi này, coi như hướng thừa duẫn là người trong phủ Tả tướng cũng chỉ có ngoan ngoãn hạ phi chu, đi bộ vào thành làm thủ tục, sau khi làm chứng minh thân phận cho Lăng Hàn, hai người tiến vào thành, đi đến Tả tướng phủ. Tả tướng là một trong mấy người có quyền lực cao nhất, phủ đệ của hắn tự nhiên lớn kinh người, chắc chắn sẽ không thua kém hoàng cung của Lăng Hàn, mà sử dụng vật liệu thì tuyệt đối là quý trọng gấp trăm lần, ngàn lần từ xa nhìn lại liền có thể phát hiện cảnh tượng chân long chân phượng bay múa ở trên bầu trời phủ đệ, mỹ lệ đồ sộ. Phủ đệ của tà tướng cũng như thế, vậy cung điện của loạn tinh nữ hoàng sẽ ra sao? Hướng thừa duẫn đi tới cửa phủ đệ, lấy ra thân phận của mình, mang theo lăng hàn tiến vào. Tựa hồ hắn ở trong phủ rất có địa vị, một đường đi qua, những người làm đều cung kính hành lễ. Rất nhanh bọn họ đến trước một tiểu viện tao nhã, hướng thừa duẫn để lăng hàn chờ ở ngoài, hắn thì tiến vào trong phòng, bẩm báo cho tả tướng. Theo lý thuyết, Lăng Hàn ngay cả thần cảnh cũng không có bước vào, hoàn toàn không có tư cách ý kiến tả tướng, nhưng Lăng Hàn còn có thân phận quốc chủ Đại Lăng Triều, thành công khai thiên, vậy thì tương đối bất phàm, để tả tướng có hứng thú diện kiến. Lăng Hàn yên tĩnh chờ đợi, xa xa xa, một lúc sau, chỉ thấy tiếng bước chân từ trong khóm hoa truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang dịu dàng đi tới, mặc quần áo màu xanh, ôm sát thân thể, hoàn toàn vẽ ra tư thái tươi đẹp của nàng, nhưng bởi vì là váy ngắn, lại làm cho nàng nhiều hơn mấy phần phiêu giật, tràn ngập linh động. Thiếu nữ này nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, đẹp đến kinh người, mắt hạnh uốn cong, nhưng lộ ra chút giảo hoạt, vừa nhìn chính là loại hình đại tiểu thư nhí nha nhí nhảnh. Phá hư cảnh, hơn nữa tầng 9, còn sức chiến đấu bao nhiêu tinh vậy thì không cách nào nhìn ra. Nếu như thiếu nữ này thật chỉ có 16, 17 tuổi, vậy thì kinh người. Có điều đây chính là thần giới, phá hư cảnh mười mấy tuổi cũng không ít, như đám người tiêu diệu nhan, ngũ cao nguyên không phải cũng vậy sao? Mà thực lực của tả tướng cao hơn ngũ tông một đoạn dài, nơi này xuất hiện phá hư cảnh trẻ hơn cũng không đáng ngạc nhiên. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng nhìn thấy lăng hàn, nàng chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt lăng hàn, sau đó vòng quanh hắn một vòng, mới biểu môi nói. Tiểu tử, ngươi là đời sau của nhà nào, đến đi cửa sau của cha ta, nhét mình vào xích thiên học viện sao? Nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi phải dựa vào chính mình, như bổn tiểu thư mặc dù là tứ tiểu thư nhưng không phải cũng theo quy củ chuẩn bị thông qua bắc viện sát hạch vào học viện sao thiếu nữ này như ông cụ non nói một bộ giáo huấn người đây là tứ nữ của tả tướng hướng thừa duẫn đương nhiên sẽ không bát quái đến nói cho hắn ra sự nhà tả tướng đại nhân bởi vậy lăng hàn không biết tả tướng có bao nhiêu con cái đời sau hắn cười nhạt nói ta nghĩ tứ tiểu thư hiểu lầm rồi đối phương tưởng hắn là người nào đó đến đi cửa sau muốn thông qua tả tướng trợ giúp tiến vào xích thiên học viện hiểu lầm cái gì thiếu nữ ngạo kiều nói khuôn mặt sáng rực rỡ đến cực điểm đẹp đẽ không nói ra được ta xác thực dự định tiến vào xích thiên học viện có điều không có ý định mời tả tướng đại nhân hỗ trợ mà muốn tự mình thi vào lang hàn cười nói ơ bị bổn tiểu thư nói như thế người lại mạnh miệng thiếu nữ cười to được vậy đến so tài với bổn tiểu thư để bổn tiểu thư nhìn người có bao nhiêu cân lượng lang hàn lắc đầu nói Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, đánh với ngươi chính là đang bắt nạt ngươi. Thiết, ngươi là phá hư tầng 9, bổn tiểu thư cũng là phá hư tầng 9, ai sợ ai à. Thiếu nữ hiển nhiên là loại coi trời bằng vung, lập tức nhảy về phía lăng hàn, tay nhỏ đánh ra, ấn về ngực hắn. Có điều, nàng điêu ngoa là điêu ngoa, nhưng người cũng không xấu, một trường này 7 phần phát 3 phần thu, nếu lăng hàn không cách nào ngang hàng, nàng sẽ hoàn toàn thu hồi lực lượng, không đến nỗi thương tổn lăng hàn. Lăng hàn tiện tay phất tới oanh, lực lượng bắn ra, hai người đồng thời rút lui, lang Hàn lui bảy bước, mà thiếu nữ chỉ lui ba bước. Không phải lang Hàn không đủ mạnh, mà là hắn chỉ vận dụng một chút xíu lực lượng. Nhưng hắn vẫn âm thầm gật đầu, sức chiến đấu của thiếu nữ này lại đạt tới 16 tinh, đã vượt qua bát phương, chỉ đứng sau hàng ngũ tiêu rượu nhan. Nhưng hiển nhiên nàng còn có không gian tăng lên rất nhiều, đạt tới sức chiến đấu 20 tinh rất khó, nhưng muốn đạt đến 19 tinh vẫn có khả năng. Ồ, không thấy được nha người còn có chút thực lực. Thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, phá hư cảnh một tinh một thiên địa, cái này thả ở thần giới cũng như vậy. Từ phá hư cửu tinh bắt đầu, nắm giữ sức chiến đấu 10 tinh trở lên rất ít ỏi, mà 10 tứ tinh thì là một cửa hạm lớn. Nếu như nói chỉ có một phần trăm người đạt đến sức chiến đấu phá hư 10 tinh trở lên, như vậy người đạt đến sức chiến đấu 15 tinh nhiều nhất chỉ một phần vạn. Tuy thiếu nữ không có toàn lực ứng phó, nhưng tiện tay một đòn chí ít cũng là sức chiến đấu 18 tinh, 10 tứ tinh, nhưng đối phương lại cân sức ngang tài tự nhiên làm cho nàng có chút giật mình trở lại nàng nổi lên lòng háo thắng lập tức khởi xướng công kích mưa to gió lớn về phía lăng hàn lăng hàn làm người hai đời biết loại đại tiểu thư này không dễ trêu thua còn tốt thắng đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng hắn cũng có ngạo khí tại sao phải thua chứ bởi vậy hắn tiện tay đón đỡ duy trì cục diện không phân cao thấp với đối phương thiếu nữ lũ công không được tính khí vừa lên liền không còn nhớ lưu lực hai tay giật động, nàng toàn lực ứng phó, nhất định phải đánh bại Lăng Hàn mới cam tâm. Đáng tiếc, hiện tại Lăng Hàn chỉ là lực lượng liền đạt đến 16 tinh, cái gọi là dốc hết toàn lực phá vạn pháp, dù cho hắn không dùng tới kỹ pháp cũng có thể nghiền ép đối phương. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm như thế, hắn chỉ duy trì cục diện không phân cao thấp, thậm chí còn để thiếu nữ cảm giác mình thoáng chiếm thượng phong, chỉ là không có cách nào triệt để áp chế. chương 905, hy vọng ngươi, không gian thần giới quả nhiên vững chắc, Lăng Hàn đem tâm tư đặt ở chỗ khác, nếu như hai phá hư cảnh sức chiến đấu 16 tinh ở hạ giới khai chiến, vậy không có chút hồi hộp nào, đừng nói hoa viên này, dù toàn bộ điểm tinh thành cũng bị đánh nổ. Nhưng bây giờ thì sao? Lực lượng dư âm của bọn họ chỉ nhẹ nhàng làm rơi vài lá cây trong hoa viên, thật giống như trở lại luyện thể cảnh vậy. Oanh oanh oanh, hai người chiến đến kịch liệt, có điều cơ bản là thiếu nữ công, Lăng Hàn thủ, hảo nam không cùng nữ đấu, thắng cô gái này có thể chứng minh cái gì chứ? Hiện tại Lăng Hàn muốn đánh bại chính là Ngũ Tông và Ngao Gia, tương lai có thể là cường giả của Côn Bằng Cung. Vi Vi, còn không ngừng tay, một âm thanh uy nghiêm truyền đến. Lăng Hàn vốn là thủ thế, chỉ cần đối phương ngừng tay không đánh, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ thua tay, quyền chủ động ở trong tay của thiếu nữ. Không, ta nhất định phải đánh bại hắn, còn kém một chút mà thôi. Thiếu nữ chu miệng nhỏ nói, vô cùng đáng yêu. Trong phòng đi ra hai người, một nam tử nhìn qua chỉ chừng 40 tuổi, thân mang áo mãng bào, tỏa ra khí thế không giận tự uy tên còn lại chính là hướng thừa duẫn cung kính đi theo phía sau hắn hai tay kề sát bắp đùi thật giống như tôi tớ không cần phải nói trung niên nam tử này chính là tả tướng đương triều lệ trình cũng được gọi lệ tướng cường giả tinh thần cảnh người cô gái nhỏ này lẽ nào đánh nửa ngày ngươi còn không biết người khác đang nhường con sao lệ tướng cười nói cái gì thiếu nữ lập tức ngừng tay nghiêng đầu nhìn lăng hàn nói này 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 ngươi nói thật có nhường bổn tiểu thư hay không. Tứ tiểu thư thiên phú bất phàm, thực lực không tầm thường. Lăng Hàn cũng không trực tiếp trả lời, mà đi một vòng, tán dương thiên phú võ đạo của thiếu nữ, này cũng không phải hắn thổi phồng, mà đối phương xác thực rất bất phàm. Thiếu nữ lập tức vui sướng, cũng không có phát hiện bị Lăng Hàn ăn trộm trao đổi khái nghiệp. nàng rất kiêu ngạo ngỉnh đầu, cái cổ trắng như tuyết hiển lộ hết tao nhã, phảng phất thiên nga kêu to, khiến người ta nhìn liền thoải mái. Nàng gọi lệ vi vi, con gái thứ tư của tả tướng, cũng là con gái nhỏ nhất. Tả tướng tổng cộng sinh bốn trai bốn gái, trái lại hữu tướng, lại sinh tám con trai, thật không hổ là đối đầu. Lệ tướng nói, cô nàng, con có biết người trẻ tuổi này mới vừa từ một tiểu thế giới tới không? Há, không phải là phá toái hư không sao? Lệ vi vi không phản đối nói, hợp ninh tinh lớn như thế, hàng năm đều có mấy ngàn người từ tiểu thế giới giáng lâm, bình quân một ngày chỉ ít 10 người. Đến phá hư tầng 9 mới phá toái hư không, lá gan của ngươi cũng thật nhỏ nàng có chút xem thường, bước vào phá hư cảnh liền có tư cách phá toái hư không tiến vào thần giới, coi như ngươi cẩn trọng một chút, vậy đến tầng 5 tầng 6 cũng nên di chuyển A, nhưng kéo tới tầng 9 mới đến thần giới, thực sự là quá nhát gan. Lệ tướng lộ ra nụ cười đa mưu túc trí nói, Vi Vi, chúng ta đánh cuộc được không? Đánh cuộc gì? Lệ Vi Vi thuận miệng nói, liền đánh cược con và Lăng Hàn đánh thắng bại. Lệ tướng cười nói, nếu như con thắng, sau này Vi Phụ không tiếp tục quản con nữa, con muốn đi đâu chơi cũng được. Tốt, không cho phép vô lại." Lệ Vi Vi nhất thời vui vẻ, nàng vẫn muốn rời hoàng đô đi ra ngoài, nhưng Lệ tướng lo lắng cái này lo lắng cái kia, bảo vệ nàng rất chặt chẽ. Nàng chỉ lo phụ thân đổi ý, lập tức làm dáng muốn chiến đấu với Lăng Hàn. Lệ tướng vẫy tay một cái nói, "Nếu như con thua, con làm sao có khả năng thua?" Lệ Vi Vi chen miệng nói, thế giới hiện nay cũng chỉ có nàng là phá hư cảnh mới dám cắt ngang lời của một vị cường giả tinh thần cảnh lệ tướng đương nhiên sẽ không tức giận tuy hắn có bốn con gái nhưng ba nữ lớn từ mấy vạn năm trước liền lập gia đình con gái nhỏ nhất là mười mấy năm trước mới sinh ra được hắn sủng ái nhất con thua vậy ít nhất phải đến sơn hà cảnh mới có thể rời hoàng đô đến nhật nguyệt cảnh mới có thể rời loạn tinh quốc vực hắn cười nói nghĩ như thế nào cũng không có lý do thua a à. được lệ vi vi gật đầu hiện tại nàng chỉ muốn đánh bại lăng hàn vậy có thể rời hoàng đô đi các nơi du lịch hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại xèo nàng xông ra ngoài khởi xướng công kích về phía lăng hàn lăng hàn vẫn như trước tiện tay chống đỡ hắn không muốn trở thành công cụ đánh cược của hai cha con bọn họ nhưng tựa hồ lại không thể tránh khỏi lăng hàn bổn tướng hy vọng ngươi ngươi nhất định phải thắng lệ tướng cười nói với lăng hàn tuy cười khanh khách nhưng mang theo uy nghiêm vô thượng bởi vì hắn là cường giả tinh thần cảnh cũng bởi vì hắn là hoàng triều tả tướng lăng hàn thở dài nếu như hắn kháng mệnh vậy nhất định sẽ bị tả tướng làm khó dễ Cường giả như vậy, quyền quý như vậy, muốn thu thập hắn thực quá dễ dàng, tuyệt đối không thể có một người đồng ý ra mặt cho hắn. Huống chi, coi như tả tướng giết hắn, lập một con rối khác thì đã làm sao. Hắn tăng lên mấy phần sức chiến đấu, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong, nhưng vẫn để lại cho lệ vi vi chút mặt mũi, bỏ ra chừng trăm chiêu mới đánh bại đối phương. Lệ vi vi không thể nào tiếp thu được, sao lại có thể như thế nhỉ, một người nhát gan đến phá hư tầng 9 mới dám vào thần giới hạ giới, lại có thể ở chiến lực vượt qua mình. Nàng mờ mịt lắc đầu, qua một lúc mới nói, ta không phục, lại so một lần, lúc này lệ tướng mới cười to nói, cô nàng ngốc, lăng hàn là tiểu thế giới chi chủ, mấy ngày trước hắn mới khai thiên thành công, mang theo toàn bộ tiểu thế giới phi thăng tới thần giới. a à, lúc này lệ vi vi mới ý thức được mình hiểu sai ý, hóa ra lăng hàn không phải sợ chết, mà là vì khai thiên mới kéo dài tới phá hư tầng 9. Có thể khai thiên, vậy tuyệt đối là nhân kiệt đương đại, Nàng bị lừa rồi, bị cha và Lăng Hàn lừa. Đáng ghét, quá đáng ghét, nàng tức giận rồi. Lệ Vi Vi nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lão cha lừa gạt mình coi như thôi, người một người xa lạ dựa vào cái gì cũng đến bắt nạt bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại đối xử với bổn tiểu thư như thế. Ha ha, nguyện đánh cuộc chịu thua, sau này ngoan ngoãn đi xích thiên học viện, không nên có ý nghĩ bỏ trốn nha. Lệ tướng nghiêm nghị nói, hắn vẫn sợ con gái bảo bối này tính khí thất thường. Chương 906, đắc tội. Lệ Vi Vi chu miệng nhỏ, mệnh lệnh của lão cha nàng tự nhiên không dám chống đối, nhưng tên tiểu tử này. Hừ hừ, không tiện nghi như vậy, bổn tiểu thư nhất định sẽ thu thập cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Hàn thu vẻ mặt của nàng ở trong mắt, biết cô gái nhỏ này sẽ không giảng hòa. Nhưng có biện pháp gì đây, tả tướng đã nói như vậy, hắn muốn cố ý thua Lệ Vi Vi, vậy thì là đối nghịch tả tướng, hậu quả của hai người là hoàn toàn khác nhau. Có điều chỉ là loại đại tiểu thư điêu ngoa này hắn cũng không sợ chỉ sợ đối phương chuyển ra cường giả thần cấp đến vậy nếu lăng hàn không muốn lộ ra bí mật của hắc tháp thì chỉ có nhất thời nhẫn nại tốt nhất không nên ép ta lăng hàn thầm nói hắn nhìn như hiền hòa nhưng thiết cốt bong bong cùng lắm chiến một trận ha ha vi vi con nên học tập lăng hàn nhiều người ta có thể khai thiên mà đến thiên phú võ đạo không biết cao hơn con bao nhiêu lệ tướng dùng lăng hàn làm tấm gương muốn cẩn thận giáo dục con gái một chút nếu như đem bộ này phóng tới trên người thuộc hạ, vậy đối phương tất nhiên sẽ mặt mày tát mét, cho dù làm dáng một chút cũng sẽ hảo hảo thỉnh giáo Lăng Hàn, nhưng Lệ Vi Vi nào sẽ quan tâm. Nếu nàng thật nghe lời, há cần Tả tướng cố ý bày xuống cái chồng đánh cược kia? Người mạnh mẽ đến đâu, cũng có chỗ uy hiếp, uy hiếp của Lệ tướng hiển nhiên chính là con gái nhỏ này, sủng ái đến tận xương, ngay cả trách cứ cũng không muốn. Lệ Vi Vi còn hừ hừ, hai mắt trong veo không ngừng liếc Lăng Hàn, tự nhiên nửa điểm cũng không phục. Có điều, nàng vẫn rất tò mò, tiểu tử này rõ ràng nhìn qua không có ba đầu sáu tay gì, làm sao có thể khai thiên chứ. Hàng năm phá hư cảnh từ hạ giới tiến vào thần giới hàng mấy ngàn, không chút nào ngạc nhiên, nhưng khai thiên mà đến. Chí ít ở trong lịch sử loạn tinh hoàng chiều xưa nay chưa từng xuất hiện. Đây là một nam nhân khai sáng lịch sử, nguyên bản nàng nhất định sẽ rất tò mò, nhưng hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ. Cẩn thận chỉnh ra hỏa xấu bụng này một trận, lại dám âm bổn tiểu thư. Nàng hư một tiếng nói, vậy cũng chỉ là tu luyện phá hư cảnh hơi lợi hại, nhưng có thể đột phá thần cảnh hay không còn chưa chắc chắn. Không thành thần cảnh, vậy lại yêu nhiệt thì đã làm sao, còn không phải xoay tay liền chân áp. Hơn nữa, thần cảnh năm đại cảnh, 20 tiểu cảnh, một bước so với một bước gian nan, như vậy càng không có gì đáng tự hào. Lệ tướng cười ha ha, lắc đầu nói, người tài nghệ không bằng người, thua còn dám xem thường người. Hư, con gái chỉ là bất cần mà thôi. Lệ vi vi chạy đến bên người lệ tướng, lắc lắc cánh tay của hắn, lại nhìn chầm chầm lăng hàn, chỉ vào hắn nói. Cái gì hàn kia, sau 10 ngày chúng ta lại so một lần. Có điều, là ở sát hạch bắc phân Việt, bổn cô nương không tin thắng không được ngươi. Chuyện đến nước này, thoái nhượng cũng sẽ không để cho đối phương bỏ qua, trái lại làm cho đối phương càng thêm xem thường. Lăng hàn cười nhạt nói, tốt, vậy thì đến thời điểm đó lại so. Hắn nhẹ như mây gió, thật giống như căn bản không coi là chuyện to tát. Lệ vi vi tức giận đến chỉ muốn giơ chân, tiểu tử hồn chướng này, sao dám không để mình ở trong mắt như vậy. Phải biết nàng là một trong hoàng đô tam đại mỹ nữ, không biết có bao nhiêu đời sau của tướng quân đại thần muốn cưới nàng, nhưng nàng đều không có để ở trong mắt. Ngươi một tiểu tử ở nông thôn, mắt chó đuôi mù sao. Không được, không thể quá 10 ngày, cơn giận này muốn nhịn thêm 10 ngày, nàng nhất định sẽ tức chết. Lệ vi vi lập tức xoay người rời đi, nàng muốn tìm người hỗ trợ, chèn ép lang hàn một chút, bằng không buổi tối nàng ngủ không yên a à. cô nàng này tùy hứng quen rồi lệ tướng cũng ngăn không được căn bản không thể nghiêm túc quát mắng chỉ có lắc đầu cười khổ nhưng hắn lập tức dung sắc nghiêm nghị nhìn lăng hàn nói ngươi nói tình huống của tiểu thế giới kia còn có tình huống khai thiên một chút lăng hàn đem đại bộ phận tình huống như thực chất nói ra nhưng đương nhiên sẽ không nhắc lên sự tình hắc tháp cũng sẽ không nói hắn còn có một đoạn kiếp trước còn có chút tin tức trọng yếu bị hắn che giấu đi tỉ như côn bằng cung lôi hỏa đại đế, ngược lại điều này không quan hệ tới khai thiên. Tả tướng làm người rất cẩn thận, sau khi hỏi mỗi chi tiết nhỏ của khai thiên xong, lúc này mới gật gù nói. Nghe tiểu duẫn nói, người muốn tự mình thi vào xích thiên học viện. Vâng, Lăng Hàn nghiêm nghị nói, coi như làm người hai đời, hắn cũng không biết nhỏ hơn tả tướng bao nhiêu vạn năm, hơn nữa đối phương là cường giả tinh thần cảnh, hắn cung kính một chút cũng phải. Thế giới võ đạo, cường giả luôn được tôn kính, chỉ là Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nịnh bở cúi đầu, một thân ngông nghênh, sao có thể quỳ xuống nịnh bợ chứ? Lệ tướng cười cợt nói, người có thể khai thiên, sức chiến đấu tất nhiên đạt đến phá hư 20 tinh, ở trong tân sinh khóa này, sức chiến đấu hẳn là thứ nhất. Có điều, xích thiên học viện sát hạch không phải sức chiến đấu, mà là thiên phú võ đạo, cường độ thần hồn cùng kỹ xảo chiến đấu, người muốn đi vào 10 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, độ khó rất lớn. Hắn không xem trọng lăng hàn chút nào, võ giả từ tiểu thế giới đi ra sao có thể so thiên phú với thiên tài nơi này. Có cường giả thần cấp chỉ đạo, kỹ xảo chiến đấu thì càng không cần phải nói, võ giả của tiểu thế giới không biết tranh lệch bao xa. Mà thần hồn, đây là khuyết điểm lớn nhất của võ giả tiểu thế giới, các người đến phá hư cảnh mới bắt đầu tu thần hồn, nhưng con cháu quyền quý như lệ vi vi, vừa sinh ra liền được các loại bảo vật chăm sóc thần hồn, dù cho chỉ mười mấy năm hai mươi năm, nhưng cường độ thần hồn vượt qua tiểu thế giới bao nhiêu lần. Bởi vậy, nếu lấy luận võ đến định, vậy Lăng Hàn cơ bản là thứ nhất không thể nghi ngờ, nhưng dựa theo hạng mục sát hạch của Sích Thiên Học Viện, Lăng Hàn đừng nói thứ nhất, tiến vào 10 vị trí đầu cũng cực kỳ khó khăn. Tại hạ đồng ý thử một lần, Lăng Hàn nói, hắn tràn ngập tự tin với mình, lệ tướng gật gù, lấy cảnh giới, địa vị của hắn, có thể gặp một hồi đã cho đủ Lăng Hàn mặt mũi, chủ yếu là Lăng Hàn khai thiên mà đến, cái này quá hiếm thấy, để hắn muốn gặp một lần. Nếu gặp, hắn phải khuyến khích vài câu, dù sao này cũng là thủ hạ của mình. Mười ngày này, người trước hết ở đây, chờ tiến vào xích thiên học viện lại chuyển. Lăng Hàn gật gù nói, để đại nhân nhọc lòng, chương 907, la liệt, hướng thừa duẫn căn bản không cần lệ tướng mở miệng, đã nhìn Lăng Hàn làm một tư thế mời khách nói. Tả tướng đại nhân muốn nghỉ ngơi, ta đưa ngươi đi biệt viện của mình. Hai người đi ra cửa, lệ tướng vuốt dâu, lẩm bẩm nói, coi như thiên phú không phải thượng thừa nhất, nhưng có thể khai thiên mà đến tất nhiên có chỗ hơn người nếu như ở trong khảo hạch có điểm sáng gì bổn tướng có thể bồi dưỡng một hồi dù sao cái kia cũng sắp đến rồi ở hướng thừa duẫn dẫn dắt lăng hàn đi tới một tòa biệt viện tả tướng phủ thực quá to lớn số lượng phòng khách lấy trăm tính hơn nữa mỗi một tòa đều xa hoa như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ khiến người ta nhìn liền thoải mái tả tướng rất bận hướng thừa duẫn là người tâm phúc của tả tướng cũng chưa chắc nhàn nhã sau khi sắp xếp lăng hàn ở lại hắn khách khí bảo Lăng Hàn có chuyện gì có thể tìm hắn, sau đó xoay người rời đi. Lăng Hàn đương nhiên biết đối phương chỉ là đang khách sáo mà thôi, hắn là thân phận gì. Kỳ thực không khác quốc chủ của quốc gia thua trận, hơn nữa ngay cả thần cấp cũng không có bước vào, có thể đòi người ta đánh giá cao hắn sao. Địa vị là dùng thực lực tránh ra, mà không phải khóc ra, cầu ra. Khi còn trẻ tà tướng là nhân vật cao cao tại thượng sao. Khi còn trẻ loạn tinh nữ hoàng cũng là trí tôn một phương sao còn không phải bắt đầu lại từ đầu, tâm thái của Lăng Hàn rất ôn hòa, trước mắt hắn cần quan tâm chính là tiến vào Xích Thiên học viện, học tập đan đạo và võ đạo, hai bên đồng tiến. Còn trận đạo có thừa lực sẽ đi học một hồi, nếu quá bận cũng chỉ có thể từ bỏ. Ham nhiều nhai không nát, ở Hằng Thiên đại lục bởi vì hắn là người hai đời, nhưng hiện tại hết thảy gốc gác đều dùng sạch sẽ, hết thảy đều phải bắt đầu từ con số 0. Bước thứ nhất, trước tiên để lực lượng sông lên phá hư 20 tinh. Ở thần cảnh Người có thể vượt qua một tiểu cảnh giới nhỏ chiến đấu là thiên tài nhất tinh, cứ thế suy ra, còn có thiên tài nhị tinh, thiên tài tam tinh, thiên tài tứ tinh, nhưng dựa theo Dược Song Song nói, nàng chỉ ở trong cổ điển biết đã từng có thiên tài ngũ tinh. Tại thần giới, thiên tài như vậy ít đến như lông phượng sừng lân. Có điều, Dược Song Song chưa từng nghe nói, cũng không có nghĩa là nơi này không có, dù sao thần giới lớn đến không cách nào hình dung. Đối với Lăng Hàn mà nói, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy chỉ cần tu mỗi cảnh giới đến hoàn mỹ, vậy cùng cảnh giới chiến một trận, hắn sợ ai chứ? Oanh 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 oanh, hắn còn muốn tu luyện một hồi, tăng lên lực lượng thần hồn, không nghĩ tới cửa viện bị gõ vang lên, gấp đến độ như có người chết. Người gõ cửa tất nhiên là loại không có tính kiên trì. Lăng Hàn đi tới mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi, nữ vừa rồi từng thấy, là con gái nhỏ của tà tướng, lệ vi vi tiểu thư. Nam tử nhìn qua khoảng 20, có điều bên khóe miệng còn có một chút lông tơ nhàn nhạt, nhạt, nói rõ hắn thật vô cùng trẻ tuổi. La Liệt, lên, đánh hắn." Lệ Vi Vi chỉ vào Lăng Hàn nói, thật giống như mệnh lệnh một con chó vậy. Nam tử trẻ tuổi kia tự nhiên chính là La Liệt, hắn là đời sau một vị quan lớn ở hoàng đô, cũng là một thiên tài. Hắn tràn ngập dã tâm với Lệ Vi Vi, có ý định muốn kết hôn hòn ngọc quý trên tay Tả tướng đại nhân, bởi vậy chỉ cần rảnh rỗi sẽ chạy đến Tả tướng phủ. Hắn còn có ca ca gọi La Phách, chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi. Phá hư tầng 9, mà La Phách càng thêm thiên tài, sức chiến đấu ép thẳng tới 19 tinh, là một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đô. Cái tuổi trẻ này đương nhiên là chỉ thần cấp trở xuống, bằng không phá hư cảnh lại yêu nghiệt cũng chịu không được một ánh mắt của Sơn Hà cảnh, đây là nghiền ép của thần linh với phàm nhân. Tuy La Liệt không bằng ca ca của hắn, nhưng sức chiến đấu cũng đạt đến 17 tinh, tự tin rất cao. Bởi vậy, trước bị lệ Vi Vi giật dây, hắn liền chạy tới, phải cho Lăng Hàn đẹp đẽ để lấy lấy lòng lệ Vi Vi người đắc tội tứ tiểu thư còn không mau quỳ xuống xin lỗi la liệt ngạo nhiên nói hắn tự tin thân phận nghe lệ vi vi nói người này mới từ tiểu thế giới đến tự nhiên không muốn giao thủ với lăng hàn cho rằng đây là ô nhục với mình xứng đáng sao một tiện dân của tiểu thế giới lệ vi vi nhất thời bất mãn nàng không phải muốn lăng hàn quỳ xuống xin lỗi mà muốn đánh bại lăng hàn đây là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng nói đến quyền thế la liệt có thể so với nàng sao vậy nàng cần gì phải kéo đối phương qua lăng hàn cười nhạt thầm nghĩ bất kể là tiểu thế giới hay thần giới kỳ thực người đều giống nhau khác biệt ở chỗ người của thần giới càng mạnh mẽ hơn một ít sau khi có quyền thế vẫn miễn không được vinh mặt hất hàm sai khiến đây là bệnh phải quản lý ta không có thói quen quỳ không bằng ngươi làm mẫu cho ta một chút hắn nói không cho đối phương chút mặt mũi nào cũng không cho lệ vi vi mặt mũi hắn xem như nhìn ra rồi loại tiểu thư điêu ngoa này là không thể nuông chiều càng nuông chiều càng có ý phản nghịch. Vẻ mặt của La Liệt lập tức trở nên âm trầm nói. Chỉ là tiện dân của tiểu thế giới, cũng dám tranh luận với ta. Người có biết La Gia ta đại biểu cái gì không? Nữ hoàng đại nhân thân phong tước vị, có thể đời đời kế tục. Sắc mặt của Lăng Hàn lập tức trở nên âm trầm nói. Cả ngày đem hai chữ tiện dân treo ở bên mép, cũng không thể lộ ra cao quý của ngươi. Lập tức xin lỗi, bằng không ta liền đánh cho ngươi xin tha. Ha 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 ha. La Liệt ôm bụng cười nói, thực sự là cười chết ta rồi, người một tiện dân của tiểu thế giới cũng dám muốn ta xin lỗi. Mi xứng à, mi xứng à, mi xứng à, hắn hỏi liền ba câu mi xứng à, tâm ý xem thường lộ rõ trên mặt. Lăng Hàn lãnh đạm nói, đây là tả tướng phủ, ta ở đây, chính là khách của tả tướng. Người chạy đến quý phủ của tả tướng, ngang ngược nhục nhã với khách mời của tả tướng, đây là không để tả tướng đại nhân ở trong mắt. Ta sát, la liệt xứng sờ, khóe miệng hơi co giật, người cũng quá biết chụp mũ đi, ta chỉ mắng người một câu tiện dân. Mà cái này cũng là sự thực, làm sao liền thành không để tả tướng đại nhân ở trong mắt. Lời này không thể định A, à, nếu không coi như hắn là hậu nhân la ra cũng phải lột một lớp ra. Miệt thị tả tướng, đây là tội lớn, ngươi, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn, hắn thở gấp nói, chương 908, lấy đức phục người, đã như vậy, còn không mau quỳ xuống, lang hàn đột nhiên lên giọng, la liệt bị dọa đến sững sờ, suýt chút nữa quỳ xuống may là đột nhiên phản ứng đúng lúc phanh lại hắn con mẹ nó đây là hai việc khác nhau a à? tại sao ta phải quỳ la liệt tỉnh mộ lại tại sao mình phải theo dòng suy nghĩ của lăng hàn chứ hắn vù vù thở dốc hai mắt muốn phun ra lửa đường đường la ra thiếu ra lại bị một tiện dân của tiểu thế giới nắm mũi dẫn đi hắn từ trong không gian linh khí lấy ra một thanh kiếm lập ở trước ngực nói chúc mừng ngươi thành công làm tức giận ta ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi để ngươi biết nơi này không phải là tiểu thế giới, lấy chút thực lực của ngươi, chỉ xứng kẹp chặt đuôi làm cháu trai. Lệ vi vi cũng rất không thích, bảo ngươi tới đánh nhau, ngươi kỳ kỳ méo mó cái gì. Có điều, hai người rốt cuộc muốn đánh rồi, nàng liền ném mọi sự qua sau đầu. Nàng cũng không có nói cho la liệt kỳ thực lăng hàn là khai thiên tới, chỉ hơi hợt nói một câu, đối phương là từ tiểu thế giới đến, bằng không tin tưởng đối phương tất nhiên không dám giao thủ với lăng hàn. Ở trong mắt nàng, hy vọng ra tay chân chính cũng không phải la liệt mà là ca ca của hắn la phách một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của hoàng đô không liên quan la liệt bại la ra mất mặt la phách còn có thể ngồi xem sao từ điểm đó mà xem kỳ thực lệ vi vi cũng rất giảng quy củ bằng không nàng muốn chỉnh một phá hư cảnh còn không đơn giản tả tướng phủ còn thiếu cao thủ nhưng tương tự cũng có thể thấy được nàng cũng rất kiêu ngạo xem thường dùng thân phận địa vị áp chế lăng hàn từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó bỏ lên có điều La Liệt tự nhiên là bị nàng hãm hại. Lăng Hàn cũng không có ý định buông tha La Liệt, hắn đường đường là đế hoàng, ở tiểu thế giới là người số một, tiến vào thần giới, bị trái áp bức, phải áp chế, coi như hắn sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có tính khí. Hiện tại La Liệt tới gây hiềm khích, hắn vừa vặn lấy đối phương chút giận. Đánh một trận, không có chuyện gì, hắn tốt xấu gì cũng coi như người của tà tướng, càng là quốc chủ của một tiểu quốc, dù lại nhỏ, nhưng từ lễ tiết tới nói cũng lớn hơn La Gia. Bởi vậy, chỉ cần không đánh tàn phế đánh chết, La Gia cũng chỉ có nuốt thiệt thòi này vào bụng. Muốn báo thù cũng không thể điều động cường giả thần cảnh, chỉ có thể phái ra phá hư cảnh, dù sao ở bề ngoài mọi người cũng phải tuân thủ quy củ. Nhưng phá hư cảnh chiến một trận, Lăng Hàn sợ ai tới. Hoặc là nói, có phá hư cảnh nào có thể sánh ngang Lăng Hàn. Coi như đối phương vận dụng quốc thế cũng vậy, trong vòng ba chiêu, để ngươi quỳ xuống xin tha. Lăng Hàn từ tốn nói, nhưng tỏa ra một mặt khí phách của hắn. Lệ vi vi không khỏi có chút hoảng hốt, đây là trước đó nàng không nhìn thấy, nam tử khiêm nhường này lại còn có một mặt khí phách như thế. Lúc này nàng mới nhớ, đối phương là khai thiên mà đến. Nàng còn không biết thời điểm lăng hàn khai thiên đã từng bị thần linh đánh lén, bằng không nàng nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, thậm chí khâm phục đến sát đất. Dám hỏi thiên hạ, có người thứ hai có thể làm được sao? La liệt phẫn nộ muốn phát điên, người một người từ tiểu thế giới đến cũng dám lớn lối như vậy. Người thật cho rằng nơi này vẫn là tiểu thế giới sao? Hắn bước dài sông ra ngoài, trường kiếm vung ra, đâm thẳng vai trái của Lăng Hàn. Hắn muốn một đòn đóng thủng Lăng Hàn, Lăng Hàn chắp một tay ở sau lưng, sau đó chỉ bắn ra, keng. Trường kiếm kia lập tức nhảy lên, a, à, la liệt kêu thảm một tiếng, hổ khẩu đã nứt, máu tươi phun trào. Đùng 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 đùng, trường kiếm kia gãy vỡ thành bảy đoạn, rơi xuống đất. Lệ Vi Vi há mồm líu lưỡi, mất cảm giác không nói gì. Đây là thực lực cỡ nào? La Liệt chính là sức chiến đấu phá hư 17 tinh, thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi ở Hoàng Đô, coi như vừa nãy hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng ít ra cũng có 16 tinh. Bản thân Lệ Vi Vi là sức chiến đấu 16 tinh, tự nhiên có thể phán đoán ra được. Nhưng sức chiến đấu 16 tinh lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Càng đáng sợ chính là thanh kiếm kia, là linh khí cấp 10, thậm chí ngay cả uy năng cũng không thể bạo phát trực tiếp đứt đoạn. Nàng le lưỡi, mới biết thời điểm Lăng Hàn đấu với mình nhường cỡ nào. Nói cũng kỳ quái, nếu như Lăng Hàn chỉ mạnh hơn nàng tí tẹo, nàng khó chịu không thôi, nhưng hiện tại phát hiện thực lực của đối phương nghiền ép mình, nàng lại phục, thậm chí có chút cảm kích Lăng Hàn, trước không có để cho mình bị bại quá khó coi. Tâm thiếu nữ vốn biến hóa thất thường, không cách nào phỏng đoán. "Ngươi?" La Liệt ngơ ngác nhìn, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, hắn thậm chí hoài nghi, huynh trưởng của mình có thể có thực lực như vậy sao? Cái này không phải tiện dân của tiểu thế giới sao, tại sao mạnh đến mức độ như vậy? Còn hai chiêu, Lăng Hàn hờ hững nói, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, lực lượng của hắn bây giờ mạnh cỡ nào? Phá hư 16 tinh, hoàn toàn đạt đến trình độ nhất lực phá vạn pháp, lực lượng trấn xuống như một ngọn núi cao, lập tức chấn đến La Liệt nằm bò. La Liệt chỉ cảm thấy trên lưng đè một ngọn núi cao, hắn căn bản không nhúc nhích được một ngón tay thậm chí xương cốt cũng thẻ 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 vang rền, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng tiếc, mặc dù hắn là con quan lớn, nhưng bản thân không có quan chức, không được liệt ở trên đồ đằng, bởi vậy hắn không thể tuyên chuyển quốc thế, tự nhiên không có khả năng trở mình. Làm người phải khiêm tốn, không nên quá kiêu ngạo, phải biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lăng Hàn dù bận vẫn ung dung nói, ta xưa nay đều lấy lý phục người, người có phục hay không? Phốc, lệ vi vi bật cười, người một tay chấn người ta, La Liệt đã sắp phun lưỡi ra, lại còn nói lấy lý phục người, thực sự là không biết xấu hổ. Ô, tại sao đồng dạng không biết xấu hổ, nhưng hiện tại nàng lại cảm giác rất thú vị nhỉ? La Liệt chỉ có một ý nghĩ, là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng nói. Ta phục, ta phục, ngực của hắn bị ép sụp rồi. Lang Hàn lắc đầu nói, trả lời nhanh như vậy, vừa nhìn liền biết chưa hồi tâm hối cải, thiếu hụt thành ý. Lệ vi vi cuối cùng không nhịn được cười to, bản thân nàng cũng là người nhí nha nhí nhảnh ghét nhất chính là quy củ gì đó, nhìn thấy một mặt này của Lăng Hàn, nhất thời sinh hảo cảm, là người trong đồng đạo A. chương 909, lực lượng quy tắc, la liệt thì phun ra một ngụm máu, hắn là đến hả giận cho lệ vi vi A, nhưng hiện tại rơi xuống bộ dáng này, lệ vi vi không chỉ không mở miệng ngăn cản, ra tay giúp đỡ, lại còn ở một bên cười vui vẻ. Thực sự là cầu nhật, ta thật phục rồi, hắn cắn răng nói, nước mắt không hăng hái chảy ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ăn nhục nhã như vậy vậy thì tha cho ngươi một lần, Lăng Hàn thu tay về, có vẻ nhẹ như mây gió. La liệt liếc nhìn lệ vi vi, nhưng thấy đối phương căn bản không có quan tâm hắn, không khỏi cắn răng, quay đầu liền đi. Mới vừa rồi mất mặt như vậy, hắn cũng không còn mặt mũi lại quấn quyết lấy đối phương. Ha 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 ha, lệ vi vi cực kỳ vui vẻ, vỗ tay, nhưng nàng cười một trận, lại thấy Lăng Hàn xoay người muốn vào nhà, không khỏi giận, bước dài xông tới, mở hai tay ra chặn Lăng Hàn lại nói. Cái hàn gì kia, sao ngươi không hỏi bổn tiểu thư một chút, tại sao cười vui vẻ như vậy? Đừng nói nha, tuy nàng còn không tới 20, nhưng phát dục không tệ, hai tay giang ra, ngực no đủ tràn ngập sức sống, thật giống như muốn nhảy ra vậy. Sách, vừa tròn vừa lớn, Lăng Hàn biết nghe lời phải nói, tại sao vậy chứ? Kha kha, lệ vi vi vô cùng đắc ý nói, vừa mới tên khốn kia là quỷ chán ghét, bổn tiểu thư căn bản không thích hắn, nhưng cả ngày kề cận bổn tiểu thư, hiện tại ngươi thay bổn tiểu thư giáo huấn hắn một trận, người nói bổn tiểu thư có vui hay không? Ồ, lăng hàn gật gù, tránh đối phương muốn tiếp tục tiến lên. Này này này, lệ vi vi vội chặn lại, ngực cao vắt suýt chút nữa đụng tới lăng hàn, nhưng nàng căn bản không có chú ý tới. Còn nữa a, à, tuy thực lực của la liệt không mạnh, nhưng hắn còn có ca ca gọi la phách, phi thường lợi hại, có người nói sắp có sức chiến đấu 19 tinh. Người đánh đệ đệ của hắn, la phách chắc chắn sẽ không bỏ qua, đến thời điểm đó sẽ tới thu thập ngươi. Hi hi, Bổn tiểu thư cái này gọi là một mũi tên hạ hai con chim, vừa tàn nhẫn nhục nhã tên quỷ đáng ghét kia, lại dạy dỗ ngươi một trận, ngươi nói bổn tiểu thư có thông minh không? Nàng kiêu ngạo mà ngỉnh cái cổ lên, mỹ lệ như thiên nga. Lăng Hàn cười nhạt nói, ở phá hư cảnh, ta là vô địch, ai tới cũng vô dụng. Lời này tinh tướng đến cực hạn, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lại có khí phách đến cực hạn. Lệ Vi Vi không khỏi thất thần, Lệ Vi Vi sững sờ, sau đó vội ngăn Lăng Hàn lại nói, ngươi có biết Tại sao Sích Thiên Học Viện không lấy sức chiến đấu sát hạch, mà dùng thiên phú võ đạo, thần hồn và kỹ xảo không? Há, tại sao? Lăng Hàn cười hỏi, kỳ thực hắn không muốn phí lời với đại tiểu thư điêu ngoa này, thần giới quy tắc viên mãn, hắn dự định nhân lúc 10 ngày này tu luyện lực lượng quy tắc. Dù 10 ngày vẫn chưa thể tìm thấy biên giới, nhưng dù sao cũng hơn lãng phí A. Lệ Vi Vi tức vô cùng, tại sao người này luôn là một bộ ghét bỏ mình chứ? Ở trước mặt phụ thân như vậy, hiện tại hai người đơn độc ở chung cũng như vậy. Phải biết nàng là một trong tam đại mỹ nữ hoàng đô, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ Tuấn Kiệt muốn đơn độc ở chung với nàng đây này. Cái đầu đầu gỗ này, thần kinh bị lệch rồi sao, cho nên mới không biết vẻ đẹp của nàng. Không đúng không đúng, này căn bản là một khối băng, đúng rồi, bằng không tại sao gọi lang hàn chứ. Nàng hư một tiếng nói, bởi vì ngươi ở phá hư cảnh dừng lại thời gian càng lâu, luôn có thể tăng sức chiến đấu lên một ít, nhưng thế giới này, quan trọng nhất trung quy là cảnh giới, thiên phú võ đạo, Thần hồn liền quyết định tốc độ tiến cảnh của ngươi ở thần cảnh, mà kỹ xảo chiến đấu là then chốt để đánh nhau cùng cấp có thể thắng hay không. Có đạo lý, Lăng Hàn gật đầu, đây quả thật là như vậy, hắn đương nhiên đồng ý. Lệ Vi Vi có loại kích động muốn bóp chết Lăng Hàn, bổn tiểu thư nói nhiều như vậy, ngươi một câu có đạo lý liền đuổi đi. Nàng bĩu môi nói, đầu đầu gỗ, bổn tiểu thư sẽ chờ nhìn ngươi bị chỉnh đốn. Còn có, sau 10 ngày, nếu như bổn tiểu thư thắng, ngươi cũng phải quỳ xuống hô phục rồi lăng hàn cười ha ha hắn làm sao có khả năng thua hắn gật gù nói một lời đã định có điều nếu như ta thắng thì sao người thắng phi người thắng liền thắng chẳng lẽ còn muốn bổn tiểu thư quỳ xuống hô phục sao lệ vi vi vốn định nói như vậy nhưng nghĩ tới lăng hàn bày ra thực lực vội vã đổi chủ ý bổn tiểu thư là con gái của tả tướng có thể tùy hứng như thế tức chết ngươi a lăng hàn chỉ cười nhạt cũng không có để ở trong lòng vòng qua lệ vi vi đi vào trong phòng Lệ Vi Vi còn muốn cản, nhưng suy nghĩ một chút, lại từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là chờ La Phách tới khiêu chiến Lăng Hàn a, nhiều nhất 10 ngày, nàng cũng có thể so với Lăng Hàn một hồi, liền không tin ở Thiên Phú Võ Đạo, thần hồn cùng kỹ xảo nàng đều thua Lăng Hàn. Chỉ cần thắng một hạng, nàng liền hả hê, thắng một hạng không phải thắng sao? Còn thua hai hạng, phi phi phi, nếu đầu gỗ dám đề cập với nàng cái này, nàng liền chặt đầu gỗ ấy. Lăng Hàn trở lại trong phòng, bắt đầu bế quan tu luyện bước vào sinh hoa liền có thể không dính khói bụi trần gian, chỉ là 10 ngày mà thôi, hắn cũng không muốn thêm phiền phức. Quy tắc của thần giới hoàn chỉnh, chỉ nhìn lực phá hoại cực kỳ có hạn của phá hư cảnh liền biết, không gian giới này vững chắc đến đáng sợ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần cảnh chính là quá trình lĩnh ngộ lực lượng quy tắc. Giai đoạn không giống, nắm giữ lực lượng quy tắc không giống, bởi vậy lực phá hoại cũng không giống. Đạt đến sáng thế cảnh, một niệm có thể phá hoại quy tắc vô tận, dễ dàng hủy diệt một tinh cầu, cực kỳ đáng sợ. Có điều, là sáng thế cảnh tiểu cực vị hay phải đạt đến sáng thế cảnh đại viên mãn mới làm được, vậy thì không người nào biết. Dù sao rực song song cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh, hướng thừa duẫn chỉ là sơn hà cảnh, không thể biết bốn cảnh giới nhỏ của sáng thế cảnh nắm giữ uy năng thế nào. Lăng Hàn nhắm hai mắt, lấy tâm linh đi tiếp xúc thế giới này, thể ngộ lực lượng quy tắc. Phá hư cảnh bước đầu có tư cách như vậy, hơn nữa, hắn còn luyện hóa một tia ma khí của tu la ma đế nắm giữ một chút lực lượng quy tắc của minh giới, tuy lực lượng quy tắc của hai giới hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ ít là một cấp độ, luôn có chút ý nghĩa tham khảo. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như ta có thể đồng thời nắm giữ lực lượng quy tắc của thần, minh hai giới sẽ ra sao? Một tay âm một tay dương, thật giống như thiên địa đối lập, như vậy một đòn xuống, ai có thể kháng cự? chương 910, thiên tài tập hợp thượng, có điều, hắn lập tức lắc đầu, quy tắc thần giới dễ ngộ, nhưng minh giới thì sao? hiện tại hắn chỉ bị động nắm giữ một tia, cách tiểu thành là 10 vạn tám ngàn dặm. Trừ khi có cơ hội đi minh giới, này cũng không phải không thể, hàng rào của hai giới bạc nhược, minh giới có thể giết vào, thần giới cũng có thể giết tới. Điều này cần thực lực rất mạnh, hiện tại ta qua chính là chịu chết. Lại nói, ta ngay cả lực lượng quy tắc của thần giới cũng không có nắm giữ, cần gì phải vội vã suy nghĩ minh giới. Hắn không khỏi bật cười, thầm nói mình quá tham lam. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên trôi qua. Ngoài ý muốn chính là, La Gia lại không có động tính gì, có thể là biết Lăng Hàn sẽ tham gia Bắc phân viện sát hạch, dự định vào lúc đó sẽ đánh Lăng Hàn. Ngược lại là lệ vi vi, thật giống như dính vào Lăng Hàn, cách một ngày liền đến một chuyến, diễu võ dương oai mà đến, nhưng tức giận rời đi, nhưng làm sao cũng học không ngoan, ngày thứ hai lại tới bị khinh bỉ. Mười ngày đi qua rất nhanh, Lăng Hàn ngừng lại, tay phải mở ra, lòng bàn tay có một tia kim quang đan dệt. Đó là lực lượng quy tắc, chỉ là quá yếu ớt. Giới hạn ở cảnh giới, bất kể là phá hư cảnh, sơn hà cảnh hay cấp độ khác, ở trên nắm giữ lực lượng quy tắc đều có một cực hạn. Mà hiện tại lăng hàn cách cực hạn của phá hư cảnh rất xa, nếu như biến cực hạn này là 100, vậy hiện tại hắn ngay cả một cũng không tính. Ta như đạt đến phá hư tầng 9, nhưng địa phương cần tăng lên quá nhiều, xác thực còn không thích hợp xung kích thần cảnh. Phóng tầm mắt nhìn thần giới liền biết, như tiêu diệu nhan, ngũ cao nguyên, những người này cái nào không phải rất sớm liền đạt đến phá hư tầng 9, sức chiến đấu đạt đến 18 tinh, nhưng vì cái gì đều không có sung kích thần cảnh. Không phải bọn họ không thể, mà còn chưa tới thời điểm, hiện tại sung kích, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu ở thần cảnh của bọn họ. Ai không muốn làm nhất tinh, nhị tinh thiên tài, thậm chí tam tinh, tứ tinh thiên tài, thậm chí ngũ tinh thiên tài trong truyền thuyết. Đầu gỗ, đầu gỗ, lệ vi vi hấp tấp chạy tới, bác phân viện bắt đầu chiêu sinh sát hạch rồi, mau mau, ngày hôm nay bổn tiểu thư nhất định phải hạ thấp ngươi để ngươi hô phục lang hàn khẽ mỉm cười nói được dẫn đường đi lệ vi vi nhất thời khinh thường nói tại sao bổn tiểu thư phải dẫn đường ngươi cho rằng bổn tiểu thư là nô tài sao ta không biết đường lang hàn đáp lệ vi vi không khỏi cạn lời lý do này thực quá sung túc làm cho nàng hoàn toàn không có chỗ để phản bác nàng hận đến nghiến răng tại sao cái đầu gỗ này luôn có biện pháp làm cho nàng tức giận chứ nàng cũng không phải người nhỏ mọn nhưng ở trước mặt lăng hàn lại luôn có bạo lực kích động theo bổn tiểu thư nàng dẫn đường ở mặt trước sau đó cường điệu một câu không phải bổn tiểu thư dẫn đường cho ngươi mà ngươi là tùy tùng của bổn tiểu thư có hiểu hay không lăng hàn chỉ cười ha ha để lệ vi vi suýt chút nữa lại nổi khùng tứ tiểu thư của tả tướng ra ngoài tuy không có đại trận gì nhưng khi lăng hàn và lệ vi vi ra cửa lập tức có bốn người nhìn qua không hề bắt mắt chút nào đi theo sau đây là bảo tiêu tả tướng sắp xếp cho lệ vi vi mỗi cái đều là cao thủ sơn hà cảnh đại viên mãn. Có thể để cường giả như vậy làm bảo tiêu, toàn bộ loạn tinh hoàng triều cũng tìm không ra mấy thế lực. Lấy thực lực của hai người lăng hàn đương nhiên không thể phát hiện có bốn vị cường giả theo ở sau lưng, bọn họ một đường đi về phía đông, xích thiên học viện ở phía đông hoàng đô, gần sát với cửa thành. Bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa, đây là tọa giá của tà tướng phủ, một đường đi qua, người đi đường không ai không dồn dập tránh ra, ngay cả binh lính tuần tra trên đường cũng dừng lại cung kính hành lễ tả tướng quyền thế rất lớn có thể thấy được chút ít ở tiểu thế giới loại linh khí phi hành chỉ có một tác dụng là tiết kiệm tinh lực của võ giả tốc độ sẽ không nhanh bằng bản thân võ giả hoặc nói không nhanh hơn bao nhiêu nhưng ở thần giới tốc độ của đại bộ phận linh khí phi hành đều nhanh hơn võ giả thần khí phi hành thì không cần phải nói chỉ có cường giả cấp bậc như tả tướng mới có thể lấy ra được bởi vậy tuy hoàng đô lớn quá mức nhưng chỉ một nén hương bọn họ liền đến cửa bắc của học viện Tuy xích thiên học viện chỉ có một, nhưng bởi vì có bốn phân viện, nên tứ đại phân viện đều chiếm một lối vào. Như bắc phân viện ở Bắc Môn, bình thường học sinh phân viện không giống là chắc chắn sẽ không đi qua bên kia. Tứ viện cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nếu như học sinh bắc viện chạy đi địa bàn của đông viện, bảo đảm sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Lúc này ở cửa lớn đã chờ thật nhiều người, tuy xích thiên học viện 5 năm sẽ chiêu sinh một lần, nhưng hoàng chiều quá lớn, mỗi lần học sinh có thể tiến vào vạn không còn một tỷ lệ đào thải cao đến kinh người. Bởi vậy, cửa thứ nhất tự nhiên là loại bất người, người tư chất quá kém trực tiếp đào thải, miễn cho lãng phí thời gian. Bảng hiệu của Tả tướng quả nhiên dùng tốt, tuy chiếc xe ngựa này không cách nào lái vào trong học viện, nhưng bọn họ có thể chen ngang, vượt qua đám người như núi như biển, không cần lãng phí một chút xíu thời gian, tiến vào học viện. Tại sao bọn họ có thể chen ngang? Phải, chúng ta đã đợi vài canh giờ a. Không công bằng, có người trẻ tuổi nóng tính gọi lên. Mỗi người đều căm giận không thôi. Một gã hộ vệ của học viện lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Nếu như cha ngươi là Tả tướng đại nhân, vậy ngươi cũng có tư cách chen ngang." Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều không còn âm thanh. Tả tướng là nhân vật quyền thế lớn cỡ nào? Bốn tên bảo tiêu của Tả tướng phủ không có tiến vào học viện, mà phân tán ra, một người bảo vệ một lối vào, miễn cho vị tứ tiểu thư bướng bỉnh kia lại lén lút trốn đi. Đây chính là có bài học xương máu rồi. Hai người lăng hàn tiến vào học viện, vẫn như cũng là lệ vi vi ở phía trước dẫn đường. Nàng hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, như xe nhẹ chạy đường quen, một lúc sau, mới mang theo lăng hàn đi tới một quảng trường. Cái này cũng là trung tâm của toàn bộ xích thiên học viện, nơi này có một tòa tháp cao màu trắng, tổng cộng có tầng 9. Tháp 9 tầng, hừ, tiểu tháp phát ra âm thanh bất mãn nói, lại dám mô phỏng theo ta, đập nó cho ta, trường 911, thiên tài tập hợp hạ. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh nói: "Tuy người ta cũng là tháp 9 tầng, nhưng nó màu trắng, khác người rất lớn a." Ngược lại ta nhìn nó khó chịu, đập cho ta, tiểu tháp hiển nhiên rất ngạo kiều, không nên hồ nháo, đây chính là địa phương Sích Thiên học viện dùng để sát hạch, muốn ta đi đập, trước tiên không nói có năng lực như vậy hay không, coi như có, ngươi cho rằng ta sẽ bị xé thành bao nhiêu mảnh." Lăng Hàn cười nói, Sích Thiên học viện sát hạch rất đơn giản, tiến vào trong tháp, có thể leo lên tầng 3 liền qua ải có thể trở thành học sinh của học viện. Mà leo tháp càng cao, thì thành tích dĩ nhiên là càng tốt, người vị trí đầu có thể được học viện trọng điểm bồi dưỡng, đặc biệt là ba người đứng đầu, được khen thưởng tự nhiên càng nhiều. Các người đoán, lần này ai có thể được thứ nhất? Không cần phải nói, khẳng định là La Phách, không chỉ là một trong tam đại trẻ tuổi vương giả của Hoàng Đô, thiên phú xuất chúng, ta xem trọng hắn, lần này có thể được thứ nhất. Kha kha, người đã nói có ba đại cao thủ, lẽ nào đã quên Quý Vân Nhi và Lâm do sao? không sai, ta càng xem trọng quý vân nhi, chỉ nói người ta là một trong tam đại mỹ nữ của hoàng đô, ta liền giúp đỡ nàng. ta xem trọng lâm do, bởi vì lâm ca giảng nghĩa khí, đồng ý vì bằng hữu không tiếc cả mạng sống. mọi người nghị luận sôi nổi, tuy cách nhìn có khác biệt, nhưng nhất trí cho rằng la phách, lâm do cùng quý vân nhi có khả năng giết trùng vây, chỉ ít ba người đứng đầu khẳng định bị bọn họ bao, hồi hộp duy nhất là ai có thể thu được thứ nhất. ánh mắt của các người cũng quá hẹp đi lẽ nào ở ngoài hoàng đô sẽ không có thiên tài? Có người không phục nói, ha 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 ha, cái này làm cho rất nhiều người cười vang, người thật ngây thơ, người biết hoàng đô là nơi nào sao? Hội tụ tinh hoa một nước, không nói những cái khác, chỉ nói cường giả tinh thần cảnh, ngoại trừ hoàng đô người còn nhìn thấy ở nơi nào? Đồng dạng là bồi dưỡng hậu nhân, người cảm thấy tinh thần cảnh thua nhật nguyệt cảnh, sơn hà cảnh sao? Quá đạo kém một cảnh giới nhỏ giống như trời và đất, gia tộc ở Hoàng đô nắm giữ tài nguyên vượt quá tưởng tượng của ngươi. Mặc dù thiên phú trọng yếu, nhưng trên đời có nhiều bảo vật tăng lên thể chất, sức chiến đấu như thế sao? Nói đến nói đi, vẫn là bối cảnh quan trọng nhất. Ừ ừ, tất cả mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý, thiên phú ở một mức độ nào đó có thể bù đắp bối cảnh, nhưng vấn đề là, người có bối cảnh đồng dạng còn có thiên phú, vậy ngươi làm sao so? Nỗ lực gấp một vạn lần cũng vô dụng người ta không nỗ lực sao? Ở một góc quảng trường, một lão giả áo xám đứng chắp tay, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều cho rằng ba người la, lâm, quý có thể thu được thứ nhất trong khảo hạch lần này, hạo phi, người có lòng tin đánh bại ba người này không? Tổ ra ra cứ việc yên tâm, ta vùi đầu khổ luyện hơn 10 năm, nhịn xuống cô quạnh và kham khổ, không phải vì ngày hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người sao? Bên cạnh lão giả là một thanh niên, nhìn qua nhiều nhất chỉ 20 tuổi, tu vi phá hư tầng 9 ha ha, tổ ra ra chờ ngươi hiển lộ tài năng. Lão giả áo xám vuốt sâu cười to, theo lý mà nói ra trưởng là không cho phép tiến vào học viện, nhưng không chịu nổi một ít người có đặc quyền, tỉ như tả tướng, hắn muốn vào học viện ai dám ngăn trở. Chỉ là người chức vị càng cao, càng sẽ chú ý phương diện này, không dễ dàng để người nằm chui, bị chính địch đem ra công kích. Người trẻ tuổi kia siết nắm đấm nói, chờ, ngày hôm nay là ngày chỉ thuộc về hạo phi ta, tất cả mọi người đều chỉ xứng ở dưới chân ta ngước nhìn một chỗ khác một người trẻ tuổi tên trần hai tay đang chuyên tâm lau chùi trường đao ánh mắt cực kỳ chăm chú nhưng tình cờ sẽ ngẩng đầu lên quét qua một chút lại để người ở phụ cận hai chân mềm nhún phải biết đồng dạng là phá hư cảnh nhưng một cái ánh mắt liền có thể uy hiếp đây là mạnh mẽ thế nào người thứ nhất tất nhiên là mã hưng ta bắt đầu đi một vị đại nhân vật trong học viện nói phía sau hắn có quang ảnh một vòng nhật nguyệt nói rõ hắn là đại năng nhật nguyệt cảnh tuy là tiểu cực vị nhưng cường giả như vậy cũng đủ để cho người cúng bái. Bước vào thần cảnh, mỗi cảnh giới nhỏ cũng là một ngọn núi cao khiến người ta thán phục, người có thể chinh phục một tòa một tòa lại rất ít ỏi. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, có thể coi như đứng trên ngọn núi cao thứ năm, hơn nữa cái này vẫn là một ngọn núi rất cao, rất dễ dàng nhìn thấy bốn ngọn núi phía trước, nhưng muốn vượt qua lại khó như lên trời. Tất cả mọi người đè hô hấp, ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám, đừng xem người nơi này đa số đều có bối cảnh, nhưng tôn kính cường giả là tố chất tối thiểu, cũng chỉ có công tử bột mới sẽ ỷ vào bối cảnh gia tộc làm việc ngạo mạn. Bạch tinh tháp có thể đồng thời chứa đựng vạn người, nhanh xếp hàng đi vào, thời điểm người đầy tự nhiên sẽ có khí linh ngăn cản. Vị đại nhân vật kia nói, dành thời gian, tranh thủ ngày hôm nay hoàn thành sát hạch của tất cả mọi người. Vâng, tất cả mọi người không khỏi gật đầu, ở dưới khí thế của cường giả ảnh hưởng, tâm tình của bọn họ không khỏi ảnh hưởng theo. Tất cả mọi người xếp thành hàng, lục tục tiến vào trong tháp, này hiển nhiên là một bảo khí nắm giữ không gian độc lập, bằng không tuyệt đối không thể để vạn người đồng thời tiến hành sát hạch. Có điều tốc độ tiến hành khảo hạch cũng thật nhanh, một vạn người chưa kịp đi vào hết, liền lục tục có người đi ra, thậm chí theo kịp tốc độ tiến vào. Mỗi khi có người thông qua tầng một sát hạch, bảo tháp này sẽ tương ứng để tầng này phát sáng, thành tích sẽ có khí linh ghi lại, không ai có thể làm càn, muốn lừa gạt thần khí, kỳ thực so với thông qua 9 tầng tháp còn khó hơn người có trí sung kích thành tích tốt đều không hẹn mà cùng ở lại phía sau muốn đến lúc then chốt mới lên sàn đầu gỗ la phách ở chỗ đó nhanh cùng hắn chào hỏi lệ vi vi giật dây nói ngươi như vậy thật được sao lang hàn lắc đầu bật cười tiểu thư điêu ngoa này thật là ghi hận trong lòng chăm chỉ không ngừng muốn đánh bại hắn hắn đương nhiên sẽ không đi qua có điều anh em nhà họ la cũng phát hiện hắn la liệt lập tức lộ ra vẻ giận dữ thấp giọng nói vài câu ở bên tai một thanh niên hai người liền đồng thời đi tới Chương 912, dễ như ăn cháo. Một người khác đương nhiên là La Phách, người này ngược lại cũng xứng danh, vóc người khôi ngô như một vị bá vương, mà khí thế thì càng thêm kinh người, có từng vòng thần quang diệu động, phảng phất như con trai của thần. "Xin chào tứ tiểu thư." Anh em nhà họ La đồng thời hành lễ với Lệ Vi Vi. Lệ Vi Vi gật gù, nàng là con gái của Tả tướng, đời sau hào môn ở hoàng đô có thể đứng ngang hàng với nàng là đếm được trên đầu ngón tay. La Phách lại nhìn lại Lăng Hàn, lạnh nhạt nói: vị này chính là Lăng Huynh từ tiểu thế giới đến sao? Ta là Lăng Hàn, Lăng Hàn vô cùng bình tĩnh nói. Xá đệ nhận được ngươi chỉ giáo. La Phách huy nghiêm đáng sợ nói, trong ánh mắt nhảy lên lửa giận. Tuy La Gia không phải hào môn cao cấp nhất Hoàng Đô, nhưng càng không phải tiện dân của tiểu thế giới có khả năng nhục nhã. Lăng Hàn cười ha ha nói, dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Sát, anh em nhà họ La đều giận không nhịn nổi, bọn họ căn bản không có ý cảm tạ A, à. La Phách rõ ràng là đang nói mát nhưng ngươi lại coi là thật la phách không khỏi hư một tiếng nói ai cũng không thể nhục người của la gia ta hắn vốn còn muốn ở trong lời nói chèn ép lăng hàn không nghĩ tới lăng hàn căn bản không theo lẽ thường an bài để hắn như đánh vào bông ngược lại thành mình không dễ chịu bởi vậy hắn trực tiếp lộ ra hung tướng há muốn đánh sao lăng hàn cười nói trong phá hư cảnh hắn còn thật không có sợ ai dù cho là nữ hoàng của loạn tinh hoàng triều nếu ép cảnh giới về phá hư cảnh nhìn hắn còn không trấn áp đối phương đánh a à, đánh a à, lệ vi vi e sợ cho thiên hạ không loạt lập tức ở một bên vung vẩy hai tay la phách cười gần nói ngươi cũng thật giảo hoạt đây chính là xích thiên học viện ai dám làm càn ở chỗ này có điều coi như ngươi tiến vào học viện ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi mà ngươi nếu không có thi vào học viện thì ngươi chết chắc lăng hàn sờ cầm cười nói ngươi uy hiếp ta như vậy thật được sao không sợ ngươi không địch lại ta ngược lại bị ta đánh cho xin tha ha ha La Phách cười gần, đùa giỡn, hắn là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi La gia, được ký thác hy vọng rất lớn, há là một tiện dân của tiểu thế giới có thể chiến thắng. Nếu không phải hắn muốn xung kích sức chiến đấu cực hạn phá hư 20 tinh, lấy tài nguyên của La gia, hắn sớm có thể bước vào thần cảnh. Nhưng vì tiền đồ càng thêm sáng sủa, hắn ở trước trăm tuổi sẽ không xung kích thần cảnh. Trừ khi đạt tới sức chiến đấu 20 tinh, mà cái này cũng là nhận thức phổ biến, trước trăm tuổi đều sẽ đi xung kích sức chiến đấu cực hạn phá hư 20 tinh ngược lại tuổi trẻ mà mà đạt đến phá hư hai mươi tinh lại đột phá vậy liền có thể trở thành thiên tài nhất tinh nắm giữ sức chiến đấu vượt qua một tiểu cảnh giới nhỏ ngươi chờ đó hắn gần từng chữ nói ngươi không phải cả lâm chứ Làm hàn giả vờ lo lắng nói cũng thật đáng thương a à, đệ đệ ngớ ngẩn ca ca cả lâm ai anh em nhà họ la đều giận không nhịn nổi có loại áp chế không nổi kích động muốn xông lên động thủ nguy hiểm thật cuối cùng đã khống chế được ở trong học viện tùy tiện ra tay hơn nữa còn ở ngày hôm nay, vậy có chiêu bài la ra cũng vô dụng, tuyệt đối là bị đuổi ra học viện, vĩnh viễn không thể nào tiến vào. Đi, chúng ta đi sát hạch, la phách kéo đệ đệ, miễn bị đối phương chọc cho kích động mà đưa tới phiền toái lớn. Thực lực mới là vương đạo, hắn muốn bỏ lên tầng 5, làm cho tất cả mọi người biết la phách hắn mới là vương giả duy nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Một lát sau, cái gì, tầng thứ tư phát sáng, nếu như có thể tiến thêm bước nữa, đạt đến tầng 5, liền có hy vọng trở thành thiên tài nhất tinh. Ồ, còn có thuyết pháp như vậy, đó là đương nhiên, người cho rằng sát hạch này là làm gì? Chính là một loại kiểm tra tiềm lực tương lai, tầng 5 có thể đạt tới thiên tài nhất tinh, tầng 6 là nhị tinh, tầng 7 tam tinh, tầng 8 tứ tinh, tầng 9. Ngũ tinh, đương nhiên, đây chỉ là một loại tiềm lực, cũng không phải là nhất định, còn phải xem người nỗ lực. Vì lẽ đó, năm rồi người không có thông qua sát hạch cũng có thể lặp lại tham gia, chỉ cần trước trăm tuổi là được. Bởi vì ngươi nỗ lực liền có thể thay đổi mình, càng có khả năng gặp được cơ duyên. Thì ra là như vậy, những người mới đều gật đầu, đồng thời nhìn bạch tháp 9 tầng kia, tuy trước đó thỉnh thoảng có tầng thứ ba phát sáng, nhưng tầng thứ tư phát sáng là lần đầu tiên. Là ai hùng hổ như thế? Còn có ai, vừa nãy các ngươi không nhìn thấy là phách đi vào sao? T, hóa ra là hắn, chẳng trách có thể thông qua tầng thứ tư, không biết có thể để cho tầng thứ năm phát sáng hay không. Có chút khó, nhưng cũng không phải là không thể. Mọi người đang nói chuyện, tầng thứ 5 lại sáng lên. Nhất thời, đoàn người náo động, tầng 5, không hổ là la phách, rất có khả năng trở thành thiên tài nhất tinh. Trăm năm khó gặp, mọi người kinh ngạc thốt lên, vẻ ước ao, khâm phục lộ rõ trên mặt, đây là thành tích tốt nhất đến hiện nay. Các người nói, La Phách có thể tiến thêm một bước nữa, thông qua tầng thứ sáu, trở thành thiên tài nhị tinh hay không? Khó, nhất tinh và nhị tinh trong lúc đó, là tranh lệch một tiểu cảnh giới nhỏ, có người nói thiên tài như vậy ngàn năm mới có thể ra một cái. Cũng khó nói, dù sao chúng ta là loạn tinh hoàng triều, cương vực to lớn, số lượng thiên tài tự nhiên cũng nhiều hơn. Vương triều khác một lần có khả năng hiện ra mấy thiên tài nhất tinh, biết đâu chúng ta có thể xuất hiện thiên tài nhị tinh. Nói là như vậy, nhưng thiên tài nhị tinh vẫn tương đối khó ra, theo ta biết, hiện tại toàn bộ Sích Thiên học viện chỉ có không tới 100 thiên tài nhị tinh. Đừng nhìn số lượng ấy rất nhiều, nhưng toàn bộ Sích Thiên học viện là khái niệm gì? bao quát thiên tài trước sau mấy ngàn năm của loạn tinh hoàng triều. Như thế tính toán, kỳ thực 100 là không nhiều. Xem đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chín tầng bạch tháp, nếu như thân tháp của tầng thứ 6 cũng phát ra ánh sáng, vậy nói rõ tương lai La Phách có thể trở thành thiên tài nhị tinh. Nhưng qua hồi lâu, thân tháp tầng thứ 6 từ đầu đến cuối không có phát sáng, mà La Phách lại từ trong tháp đi ra. Hắn không thể thông qua tầng thứ 6. Chương 913, thiên tài tầng 5. Điều này làm cho cao tầng học viện có chút tiếc nuối, bọn họ vốn rất coi trọng người trẻ tuổi này, nhưng La Phách Trung quy không thể sáng tạo kỳ thích. Có điều này cũng bình thường, thiên tài nhị tinh xác thực quá hiếm có, dù cho lấy gốc gác của loạn tinh hoàng triều, trong 10 năm này nhiều nhất chỉ xuất hiện một cái. Hơn nữa, tương lai cũng không phải La Phách không thể tiến thêm bước nữa, trở thành thiên tài nhị tinh, đương nhiên hắn có thể ngay cả thiên tài nhất tinh cũng không đạt tới, kiểm tra này dù sao cũng chỉ là tiềm lực. Rất tốt, rất tốt, vừa hỏi qua khí linh đại nhân Tuy La Phách không thể thông qua tầng thứ 6, nhưng vẫn hoàn thành hai cửa trước sát hạch của tầng thứ 6. Thành tích này vô cùng tốt, đặt ở năm rồi có thể đi vào ba vị trí đầu, xếp hạng thứ nhất cũng không kỳ lạ. Ha ha, cuối cùng cũng coi như thu được một hạt giống tốt. Vài tên đại lão của Bắc phân viện dồn dập nói, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thu được học sinh càng ưu tú, phân viện mình tự nhiên cũng có thể hãnh diện. Theo La Phách phát quang chói mắt, để thiên tài khác ngồi không yên, dồn dập tiến vào tháp sát hạch, nhất thời nhiều hơn rất nhiều nhân tài đến tầng thứ tư nhưng có thể thông qua tầng năm chỉ có một mình la phách đầu gỗ cảm giác được áp lực không lệ vi vi nhìn lăng hàn nói không hổ là thiên tài đặt ngang hàng với vân tỷ tỷ lại có thể thông qua tầng thứ năm ai bổn tiểu thư nhiều nhất chỉ có thể thông qua tầng thứ tư nàng thất vọng tuy đã sớm biết mình kém thiên tài đỉnh cấp một chút nhưng thời điểm nước đã đến chân vẫn cảm thấy thất lạc Lang hàn khẽ mỉm cười nói vậy ngươi xem ta quét ngang thiên tài tứ phương trèo lên thứ nhất đi trang lệ vi vi liếc mắt nói bổn tiểu thư đi trước có điều nếu ngươi nói tràn đầy tự tin như thế vậy làm cái cuối cùng lên sàn để bổn tiểu thư nhìn ngươi làm sao ký kinh tứ tỏa được lăng hàn gật đầu nhìn tốc độ này ngày hôm nay hoàn toàn có thể kết thúc vậy sớm hay muộn một chút cũng không gì khác biệt lệ vi vi chạy vào trong tháp bỏ ra gần một nén hương thời gian mới hoàn thành kiểm tra thời gian càng lâu nói rõ thành tích càng tốt quả nhiên nàng thông qua tầng thứ tư, thua ở cửa ải kỹ xảo của tầng thứ năm, hết cách rồi, thần hồn thậm chí thiên phú có thể dùng bảo vật tăng lên, nhưng kỹ xảo chiến đấu là cần mình đến lĩnh ngộ. Xem, tầng thứ năm lại sáng, tiếng kinh hô vang lên, mọi người dồn dập nhìn xem, chỉ thấy thân tháp tầng thứ năm quả nhiên sáng lên. Sắc mặt của La Phách lập tức hiện ra một tia âm trầm, thông qua tầng thứ năm, vậy liền có thể uy hiếp đến thành tích của hắn, để hắn cảm giác được áp lực. Ca, yên tâm, người có thể thông qua hai quan trước, chỉ cần người này không thể thông qua tầng thứ sáu vậy nhiều nhất chỉ ngang hàng ngươi mà thôi hơn nữa ta xem người kia bị hai quan trước đào thải cũng có độ khả thi rất lớn la liệt nói la phách chậm rãi gật đầu hắn rất tự tin nhưng vẫn chăm chú nhìn lối ra hy vọng có thể nhìn thấy người kia nhanh đi ra một chút thời gian ra càng sớm nói rõ đối phương bị đào thải càng nhanh độ khả thi thông qua hai quan trước tự nhiên càng nhỏ qua một hồi lâu nhưng tầng thứ sáu vẫn không có phát sáng chỉ thấy một thanh niên đi ra lôi thôi lách thích phóng đãng bất kham hóa ra là lâm do ca chẳng trách có thể thông qua tầng thứ năm không biết so với la phách thì như thế nào hư lâm ca chắc chắn sẽ không thua la phách mọi người dồn dập nói tựa hồ rất phục lâm do này mỗi người đều lộ ra một gỗ thân thiết ai cũng biết lâm do giảng nghĩa khí chỉ cần được hắn tán thành vậy ngươi gặp phải khó khăn gì hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết ở trong thế hệ tuổi trẻ hoàng đô nói tới lâm do ai không giơ ngón tay cái lên tiếng kêu lâm ca bởi vậy nếu Lâm Do và La Phách đồng thời ra sân khấu, đối tượng mỗi người giúp đỡ liền trở nên rõ ràng. Nhất định sẽ là Lâm Do, La Phách không khỏi hư một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm, tuy biết thành tích của Lâm Do nhiều nhất giống như mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là một thiên tài tầng 5, đáng tiếc, giống nhau ngã ở cửa thứ ba của tầng thứ sáu bằng không ai. Các đại lão của Bắc Phân Viện cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại có chút tiếc nuối, dù sao cách tầng 6 chỉ kém tí tẹo. Trong đám người, một người trẻ tuổi để trần hai tay từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống, lộ ra nụ cười tự tin, nhanh chân đi về phía tháp. Hắn rất khí phách, một đường đi qua người xung quanh không ai không dồn dập tránh ra, có mấy người thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất, giống như phàm nhân gặp phải mãnh thú, sợ đến cả người dựng thẳng lông tơ. Ô, người kia là ai, khí thế thật đáng sợ. Ta biết, một kỳ tài đến từ Nam Bộ Man Hoang Sơn, mấy ngày trước vừa mới đến Hoàng Đô, ở đấu thú chẳng đánh xếp hạng chiến, liền chiến 13 chàng, cũng thắng liền 13 chàng. Cái gì, có thể ở đấu thú chàng thắng liền 13 chàng. Vậy tương lai hắn chỉ ít cũng có thể trở thành thiên tài nhất tinh. Ân, dựa theo quy tắc xếp hạng chiến của đấu thú chàng, thắng liền 10 chàng chính là chuẩn thiên tài nhất tinh. Vậy hắn ở trận thứ 14 chiến bại sao? Không, chỉ là hắn không có lựa chọn chiến đấu tiếp. Tại sao, hắn nói đói bụng, không đánh nữa. Phốc, cái này vừa nói ra, nhất thời để rất nhiều người cười phun, thì ra lý do là như vậy, lẽ nào tên này là kẻ tham ăn sao? Thật không hổ là từ Man Hoang Sơn chạy đến, có điều, khí thế của tên này thực đáng sợ, coi như thực lực của ta giống hắn, nhưng ở trước mặt hắn chiến một trận, 10 phần sức chiến đấu nhiều nhất chỉ phát huy ra một thành. Không đánh mà thắng, đây là vương giả trời sinh. Sau khi cười xong, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng trở nên nghiêm túc, người này rất đáng sợ. Hắn, tên gì? Mã Hưng, Mã Hưng một đường đi qua, mọi người đều nhường đường chỉ có số ít người có thể khiêng được lực áp bách của hắn. Ngay cả các đại lão của học viện cũng liên tiếp gật đầu, thanh niên này long hành hổ bộ, có vương giả chi tướng. Ở thần giới, cái gọi là vương giả không phải chỉ võ giả tu ra khí, mà là kiêu hùng có khí tượng kiệt xuất, bằng không cơ hồ là ai cũng có thể trở thành vương giả, để hai chữ vương giả có vẻ quá không đáng giá. Nhưng mã hưng này lại hoàn toàn xứng đôi với hai chữ vương giả, bất chiến mà thắng, thực sự là trăm ngàn năm khó tìm một cái chương 914, Vương Giả Mã Hưng, không nghĩ tới bản viện có thể thu được một học sinh như vậy. Ừ, từ khi Hải Phong Ly khai bắc phân viện, chúng ta đã không có học sinh Vương Giả như vậy, xuất hiện đứt đoạn hơn 1.000 năm, ngược lại tam đại phân viện khác, ở mấy trăm năm phân biệt thu vào một học sinh Vương Giả, đá chúng ta ra sau. Cho dù tiểu tử này không thể thông qua bạch tinh tháp khảo nghiệm, Lão Phu cũng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Ha ha, học sinh cấp bậc vương giả thì làm sao có thể không thông qua ba tầng trước khảo nghiệm. Lão Chu, người đây là không có hảo ý, muốn cướp trước thu học sinh vương giả này a à? Dựa vào, Lão Phu là người như vậy sao? Rõ ràng chính là vậy. Khi mấy đại lão này giao lưu bị người bên cạnh nghe được, tất cả mọi người đều oanh động. Học sinh cấp bậc vương giả, này quá kinh người, cho dù lấy cương vực to lớn của loạn tinh Hoàng Triều, nhân tài như vậy sợ rằng 100 năm cũng chỉ ra một cái, hiếm lạ không gì sánh được, có thể sánh bằng thiên tài tam tinh. Mã Hưng đi vào tháp, rất nhanh, tầng thứ ba sáng lên người đi qua hai tầng trước rất nhiều gần như giữ vững ánh sáng không tắt nhưng tầng thứ ba lại bất đồng chỉ thỉnh thoảng mới có thể chấp lên một cái nhưng chỉ một hồi tầng thứ tư cũng sáng lên có thể đạt đến tầng năm sao tất cả mọi người hiếu kỳ khí thế vương giả không ở trong phạm vi bạch tinh tháp khảo hạch không có khả năng được thêm điểm bởi vậy có phải vương giả hay không đối với việc thông qua bạch tinh tháp là một chút trợ giúp cũng không có nếu mã hưng có thể dựa vào thực lực bản thân đi qua tầng thứ năm như vậy cộng thêm vương giả chi khí hắn có thể đạt đến chiến lực của thiên tài nhị tinh, thời gian tới thậm chí còn có không gian tăng lên, đạt đến thiên tài tam tinh, tứ tinh. Các người có biết, tả hữu nhị tướng, thất đại tướng triều ta, mỗi người đều có vương giả chi khí, bản thân là thiên tài cấp bậc tứ tinh. Cái gì, tất cả mọi người bị tin tức này dọa sợ, đều ôm đầu kinh hô. Thiệt hay giả, đây chẳng phải là có thể sánh bằng thiên tài ngũ tinh sao? Tồn tại siêu cấp trong truyền thuyết, đó là dĩ nhiên, người biết mấy vị kia tu luyện bao nhiêu vạn năm sao lão tổ tông nhà ngươi còn không có sinh ra, mấy vị này cũng đã bắt đầu tu luyện, có người nói tả tướng đại nhân trẻ nhất năm nay cũng hơn 800 vạn tuổi. Hơn 800 vạn tuổi, ngươi xác định không có nói sai, không phải 8 vạn năm, 80 vạn năm. Nói nhảm, trước đây tả hiếu nhị tướng, thất đại tướng người nào không phải nhất phương bá chủ, thẳng đến nữ hoàng bệ hạ ngang trời xuất thế, lệch tư thái vô địch quét ngang thiên hạ, mới để cho các vị đại nhân này về dưới trướng. T. Vậy các người nói, nữ hoàng bệ hạ là thiên tài mới tinh. Không biết, cho tới bây giờ không có người thấy nữ hoàng đại nhân xuất thủ. Phải, nữ hoàng bệ hạ chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ai thấy còn ngoan ngoan tâm xuất thủ. Hư, người không nên nói chuyện lung tung, bằng không bị người dèm pha, nói người dám khinh bạc nữ hoàng bệ hạ, chán sống sao. Ta không phải là đang ca ngợi nữ hoàng bệ hạ sao. Đúng lúc này, tầng thứ năm của bạch tinh tháp phát sáng. Nhất thời, đoàn người oanh động, Tầng 5 ý nghĩa tiềm lực của thiên tài nhất tinh, hơn nữa có vương giả oai, thời gian tới Mã Hưng chính là thiên tài nhị tinh. Ha 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 ha, các đại lão của Bắc Phân Viện mỗi người đều cười rất hài lòng, chỉ cảm thấy cuối cùng mò được một bảo vật, này là một khối mỹ ngọc tuyệt đối, điều khắc tốt mà nói, thời gian tới trở thành thiên tài tam tinh, tứ tinh cũng có thể. Sắc mặt của La Phách thì âm trầm, dù cho Mã Hưng lập tức thất bại, thì đối phương ở trong học viện được trình độ coi trọng cũng vượt qua hắn rất nhiều, điều này làm cho hắn như bị người đánh một cái tát. Hạo Phi, người gặp phải đối thủ. Trong một góc khác, một lão giả nói. Trình Hạo Phi nhìn chằm chằm thân tháp nói. Tổ ra ra, ta tự tin đi qua tầng thứ sáu. Nếu như người có thể trở thành thiên tài nhị tinh, cũng sẽ không yếu hơn hắn. Lão giả tinh thần phấn chấn. Người có nắm chắc, 10 phần, Trình Hạo Phi siết quả đấm. Hắn vùi đầu khổ tu hơn 10 năm, không phải vì ngày nay bỗng nhiên nổi tiếng, chấn kinh mọi người sao. Bên kia, Lệ Vi Vi cũng khiếp sợ, Tiếp đó cho Lăng Hàn một cái ánh mắt khinh miệt nói. Đầu gỗ, người còn dám tự tin nữa không? Vì sao không dám? lang Hàn cười nói, người ta là thiên tài nhất tinh, lại có vương giả chi khí, ít nhất là thiên tài nhị tinh. Lệ vi vi phảng phất như nhìn kẻ ngu si. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng nói. Ta nói rồi, ta là vô địch, ai tới cũng giống nhau. Oa nha nha, tại sao người kia dám thí như vậy? Rõ ràng chỉ là thổ dân từ tiểu thế giới tới, nhưng hết lần này tới lần khác lòng tự tin phá trời. Lệ Vi Vi có chút phát điên, nhưng nhìn dáng dấp tự tin của Lăng Hàn, không khỏi hơi có chút thất thần. Không thể không nói, nam nhân cho thấy loại khí khái vô địch này, đối với nữ tử là rất có lực hấp dẫn. Phi phi phi, bản tiểu thư mới không có động tâm, đây là kẻ ngu si. Lệ Vi Vi thầm nói, vứt tâm hoảng ý loạn kia qua sau đầu. Đúng lúc này, kinh hô lại lên, tầng thứ sáu, cũng sáng, trời à, bản thân chính là thiên tài nhị tinh, cộng thêm vương giả chi khí, Mã Hưng có thể sánh bằng thiên tài tam tinh. Hắn tuyệt đối là học sinh kiệt xuất nhất trong trăm năm gần đây. Không không không, tuy thiên tài nhị tinh không tính ít, nhưng có vương giả chi khí, chỉ giới hạn ở Bắc Phân Viện mà nói. Nhìn năm khó gặp, tất cả mọi người kinh hô, bọn họ chứng kiến một vương giả sinh ra. Là phách bóp xong quyền rung động, đối phương mạnh mẽ và thiên phú làm hắn sinh ra sát ý, nếu như giết chết đối phương mà nói, hắn vẫn là thứ nhất. Trình Hạo Phi cũng như thụ đòn nghiêm trọng, hắn tự tin có thể đi qua tầng thứ sáu của bạch tinh tháp, nhưng này cũng chỉ ngang bằng đối phương, cộng thêm vương giả chi khí mà nói, hắn thua đối phương nhiều lắm. Cũng may, Mã Hưng không có đả kích thêm một bước, rất nhanh thì từ trong tháp đi ra. Hắn thất bại ở cửa thứ hai của tầng thứ bảy, kết quả này lần thứ hai dẫn phát sôi trào, các đại lão của Bắc Phân Viện gần như nhận định Mã Hưng là quán quân của lần khảo hạch này, tranh nhau ném ra cành ô lưu, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chương 915, nhập tháp. Mã Hưng lại không có tiếp thu, có vẻ cực kỳ cao ngạo, nhưng này càng làm cho các đại lão thích, cường giả nào không phải kiệt ngạo bất tuân. Không có chút tính tình, người cũng không biết xấu hổ xưng cường giả. Không sai biệt lắm, ta cũng nên tiến vào. Lăng Hàn nói, sau khi Mã Hưng ra ngoài, người còn không có tham gia khảo hạch liền rất ít. Người không thông qua trực tiếp bị đưa ra học viện, thông qua thì đứng ở sân rộng bên kia, cộng lại chỉ hơn 300, so với nhân số báo danh, số lượng này thật quá ít ỏi người còn không có tham gia khảo hạch đại khái chỉ khoảng nghìn người đứng ở trên quảng trường to lớn có vẻ rất lẻ loi cô độc thân phận của lệ vi vi đặc thù có thể tham gia khảo hạch xong lại chạy về nhưng nàng nghe được lăng hàn muốn tiến hành khảo hạch không khỏi hưng phấn nói nhanh đi nhanh đi bản tiểu thư đã rất muốn nhục nhã ngươi ngươi không có cơ hội lăng hàn cười nói có vẻ tự tin mười phần thiết lệ vi vi suy một tiếng người này vừa mới từ tiểu thế giới phi thăng lên cho tới bây giờ khẳng định chưa có tiếp xúc qua bạch tinh tháp căn bản không biết khảo nghiệm trong tháp là như thế nào, vì sao tự tin như thế. Vân tỉ tỉ, ánh mắt nàng tinh, phát hiện một nữ tử vừa mới đến, lập tức chạy vội qua. Cô gái này một thân quần áo tuyết trắng, toàn thân cao thấp trừ một cây châm cài tóc, thì không có phụ tùng nào. Điều này làm cho nàng nhiều một phần mỹ lệ hồn nhiên thiên thành, xuất trần, phiêu giật, như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Mang bất kỳ vật phẩm trang sức nào cũng là dư thừa, chỉ sẽ phá hư khí chất thanh lệ của nàng. Quý Vân Nhi, Hoàng đô tam đại mỹ nữ, cũng là một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi, người ái mộ nàng có thể vây hoàng đô ba vòng. Tuy bối cảnh của nàng không bằng lệ vi vi, nhưng người theo đuổi lại không phải ít. Quý Vân Nhi gật đầu một cái nói, vi vi, người thông qua khảo hạch rồi. Ừ, lệ vi vi gật đầu, vân tỉ tỉ, sao người tới trễ như thế? Ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý, chờ 5 năm tham gia đông phân viện khảo hạch chứ. Quý Vân Nhi không khỏi nhíu mày, nhưng lập tức lại thư giãn ra nói đã nói muốn cùng ngươi tiến vào Bắc Phân Viện, ta làm sao có thể nuốt lời. Được rồi, trước không nói chuyện này, ta đi tham gia khảo hạch. Tốt, lệ vi vi đột nhiên giơ lên tay, lớn tiếng nói. Vân tỷ tỷ nỗ lực lên, nhất định phải thắng số đầu gỗ kia. Quý Vân Nhi tự nhiên sẽ không biết đầu gỗ là ai, nàng phiêu giật mà lại hào hiệp, đi về bạch tinh tháp, như một đóa mây trắng, bất nhiễm bụi trần, yêu mỹ động nhân, để vô số người ánh mắt lửa nóng. Nhãn thần của Mã Hưng cũng sáng ngời lộ ra biểu tình hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên, có một loại mị khí. Góc trong, Trình Hạo Phi đã đi về Bạch Tinh Tháp, thời gian không sai biệt lắm, nếu không xuất động mà nói, vậy thì không phải trang bức, mà là sẽ bỏ qua lần khảo hạch này. Đây là nhóm người cuối cùng, đồng thời cũng là nhóm người chất lượng cao nhất, tầng thứ ba liên tiếp sáng lên, ngay cả tầng thứ tư cũng thường thường phát sáng, người thông qua khảo nghiệm thoáng cái nhiều trên trăm. Bất quá, tầng thứ năm còn chậm chạp không có sáng lên. Lăng Hàn đi vào trong tháp, người bên cạnh lập tức tiêu thất tất cả tạp âm cũng nghe không được hắn tiến nhập một không gian độc lập tiền phương đột ngột xuất hiện một tòa thạch thất chỉ có bàn đá trên bàn đá có một khối ngọc bài tầng thứ nhất cửa thứ nhất khảo hạch mộ tính một thanh âm vang lên lạnh lùng nghe không ra một tia tình cảm ba động khí linh của bạch tinh tháp thần khí chính là thần khí chưa tiểu tháp ra lang hàn còn chưa từng thấy qua khí linh biết nói thiết thần khí cấp thấp nhất sách giày cho ta cũng không xứng Tiểu tháp thập phần ngạo kiều nói, Lăng Hàn không có để ý tới hỏi, khảo hạch thế nào, trên khối ngọc kia có một đoạn công pháp, người ở trong một nén hương diễn dịch ra thì quá quan, mà thời gian càng ngắn thì thành tích càng tốt. Khí linh lạnh lùng nói, ở trong thần khí này, nó có thể hóa thân nghìn nghìn vạn vạn, đồng thời cùng hơn vạn người giao lưu đối thoại là chuyện dễ dàng. Khí linh nói, trên vách tường trước mặt người có 10 cái tên, đó là 10 người dùng thời gian ngắn nhất, cũng chỉ có 10 người, nếu có người sau vượt lên trước, thì bị thay thế, lăng hàn lắc đầu ghi lại như vậy không phá cũng được ngươi có thể bắt đầu rồi khí linh nhàn nhạt nói này thay đổi thành một vị cường giả thần cấp bị lăng hàn hỏi tới hỏi lui như thế phỏng chừng không nhịn được muốn đánh người nhưng nó chỉ là khí linh không có tâm tình ba động chút nào lúc này lăng hàn mới đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống tiếp đó cầm ngọc bài lên dùng thần thức rót vào trong đó nhất thời từng tự phù phong cách cổ xưa nhảy ra ở trong đầu của hắn bốc lên công pháp truyền thừa như vậy thẳng vào thức hải không thể dùng ngôn ngữ, văn tự, chỉ có chân chính hiểu mới có thể nói ra đại khái. Chú ý, là đại khái mà không phải bản thân công pháp. Công pháp là nghiêm cẩn không gì sánh được, không được phép có nửa điểm sai lầm. Lăng Hàn hơi nhắm mắt, liền buông ngọc bài nói, đây là một môn trảo pháp, nhưng không trọn vẹn, chỉ có hai chiêu nửa, cũng không có lộ tuyến nguyên lực lưu động nguyên bộ, chiêu thức mà nói, chắc là như vậy. Hắn bỉ hoa một chút, thi triển ra hai thức nửa trảo pháp, bởi vì không vận dụng tới nguyên lực vậy dĩ nhiên là không hề có độ khó. Khí linh dừng một chút, mới nói, tuy môn vũ kỹ này rất thấp, nhưng ngộ tính của ngươi rất cao, có thể xếp hạng thứ 13, nhưng không thể lưu danh. Di, Lăng Hàn nguyên bản không hề hứng thú với phá kỷ lục, nhưng nghe tốc độ của mình cư nhiên chỉ có thể xếp hạng thứ 13, thì không khỏi lộ ra chiến ý. Mượn cổ nhân nơi này so tài một chút, xích thiên học viện thành lập đã có hơn trăm vạn năm, đã từng hiện ra nhiều ít thiên tài cường giả, không ít người hiện tại là trụ cột vững vàng trong chiều. Người có thể đi lên cửa thứ hai, khí linh nói, tường phía trước đột nhiên tiêu thất, hiện ra một lối đi. Lăng Hàn đi tới, chỉ thấy cuối lối đi là một thạch thất, đồng dạng rất đơn giản, chỉ có bàn đá, trên bàn có một khối ngọc bài. Còn muốn trọng khảo một lần sau, người tối đa có ba cơ hội, lấy thần hồn đánh nát khối ngọc bài này. Thanh âm của khí linh lại vang lên, lúc này khảo hạch là lực lượng và tính dai của thần hồn. Thần hồn không đủ cường đại, thì tương đương với nắm tay chém ra không đủ cứng, mà không đủ cứng, vậy dù khí lực lớn hơn nữa cũng chỉ tự làm mình phấn thân toái cốt. chương 916, lực lượng cực hạn của phá hư cảnh. Từ phá hư cảnh bắt đầu, võ giả tu thần hồn, đây là chuẩn bị cho tiến lên thần cấp, mà như đám người lệ vi vi, từ nhỏ lấy các loại bảo vật dưỡng hồn, thần hồn tự nhiên mạnh mẽ và kiên trì không gì sánh được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lệ vi vi không coi trọng lăng hàn, song phương khởi bước kém quá xa. Lăng Hàn có thể đi qua ba tầng trước, nhưng muốn đạt được thành tích tốt khó như lên trời. Các thế lực lớn nội tình cường đại đến trình độ nào, chủ yếu thể hiện ở trên cửa ải này. Như lệ vi vi, sở dĩ ngã xuống ở tầng thứ năm, không phải thần hồn của nàng không đủ cường đại, thiên phú không tốt, mà là kinh nghiệm thực chiến quá ít. Lăng Hàn mỉm cười, thần hồn của hắn sẽ thua thế hệ trẻ của loạn tinh hoàng chiều sao. Lăng Hàn nhìn khối ngọc bài kia, tâm niệm vừa động, tinh thần lực sung kích ra, đánh về phía ngọc bài đây là lực lượng thần hồn, thần hồn lớn mạnh đến trình độ nhất định, một niệm có thể dẫn động thiên địa quy tắc, ngay cả tinh cầu khổng lồ cũng có thể đánh nát. dĩ nhiên, đây là cường giả sáng thế cảnh mới có thể làm được, lang hàn cách bước này còn không biết xa bao nhiêu. ba, ngọc bài lập tức mở tung, lang hàn mỉm cười, hắn cách một niệm diệt tinh cầu còn xa lắm, nhưng muốn đánh nát một khối ngọc bài thì có khó khăn gì? hơn nữa, hắn chỉ là tùy ý một kích, còn chưa dùng tới kiếm tâm, bằng không thần hồn sẽ càng thêm đáng sợ đây là bởi vì hắn uống qua luân hồi trà dù chỉ một ngụm nhưng bây giờ thần hồn mạnh việt không yếu hơn phá hư cảnh nào của thế gian ta còn không có nói người có thể ở trong cự ly nào xuất thủ a à. khí linh đột nhiên mở miệng lăng hàn a à một chút nói quá gần sao vậy ngươi cho lại khối khác đi không người thông qua khí linh nói dựa theo quy tắc người có thể cách ba thước đánh ra thần hồn lực lăng hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh làm sao cảm giác khí linh này có chút vị đạo như tiểu tháp nhỉ, còn biết trêu người. Phi, nó làm sao xứng so với ta, tiểu tháp lại ngạo kiều, nó ghét nhất là bảo khí hình tháp. Người có thể đi cửa thứ ba, khí linh nói, tường lại biến mất, một lối đi xuất hiện. Lăng hàn dọc theo thông đạo đi tới cuối, chỉ thấy phía trước vẫn là một thạch thất, nhưng so với trước chỉ ít lớn hơn trăm lần, nói là thạch thất, không bằng nói là một luận võ tràng. Đỡ hắn mười chiêu, người có thể quá quan, khí linh nói, chỉ thấy tinh quang chấp động, ngưng ra một hình người. Đây là một nhân hình hoàn toàn do quang điểm ngưng tụ thành, mơ hồ có thể phân biệt ra, hình tượng của hắn là một nam tử, vóc người thon dài, nhưng dáng dấp cụ thể là hoàn toàn không thể nhìn ra. Thanh niên, ra tay đi, nam tử tinh quang nói, thanh âm sáng sủa, có một loại khí phách hơn người. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc nói, sao giống chân thân như vậy, không phải nói tướng mạo, mà là năng lực phản ứng, khí thế. Đây vốn là một pho tượng cường giả, lợi dụng một đạo tinh thần hắn lưu lại lạc ấn mà thành. Khí Linh nói, từ trước, chỉ có nhân tài tiến nhập nơi này chiến lược thứ nhất mới có thể lưu lại tinh thần lạc ấn, để khảo nghiệm hậu nhân. Lăng Hàn càng thêm tò mò nói, vậy vị này là ai? Từ ra tự nhiên, bóng người tinh quang nói, tự nhiên, 30 vạn năm trước tiến vào học viện, được khen là thiên tài đệ nhất trong lịch sử, 300 năm sau ly khai, độc sông thiên nhai, không có tin tức truyền về nữa. Khí Linh nói, trăm vạn năm qua, cũng không ai vượt lên trước hắn. Lang Hàn kinh ngạc, hắn chính là quái vật, khí linh đánh giá, trong cùng cảnh giới, chỉ có người có thể tiếp cận hắn, nhưng sánh vai là không được, huống chi vượt qua. Người trải qua khảo nghiệm, chỉ là cấp bậc phá hư cảnh, mà ghi chép của Sơn Hà Cảnh cũng do hắn bảo trì. Bảo khí này còn có thể mở ra khảo hạch cấp bậc Sơn Hà Cảnh. Trong ánh mắt Lang Hàn không khỏi bốc cháy lên chiến ý hừng hực, chỉ vào tinh thể tự nhiên nói. Nếu như ta chiến thắng hắn thì sao? vậy người khảo hạch ở 8 tầng còn lại, đều tự động qua cửa thứ ba. Khí Linh nói, mỗi tầng ở cửa thứ ba đều là tiếp hắn 10 chiêu, nhưng tầng số càng cao, lực lượng của hắn lại càng mạnh, chiêu số cũng càng tinh diệu. Lăng Hàn hào hùng vạn trưởng, rốt cục có hứng thú mãnh liệt nói. Từ tiền bối, mời ra chiêu, cẩn thận, tự nhiên gào to một tiếng, chủ động xuất khích, một quyền đánh lên ngực Lăng Hàn. Chiêu này rõ ràng không có bất kỳ hoa xảo, giản đơn mà lại chân thật, nhưng một quyền oanh đến, như toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, lõm về phía Lăng Hàn đi. Hóa phồn vì giản, đây là quyền tâm thông minh. Lăng Hàn gật đầu, đại đạo hóa giản, tự nhiên nắm giữ quyền thuật đã vượt qua chiêu thuật bản thân, tùy ý một quyền cũng phù hợp đại đạo chân giải, có oai lực to lớn. Thế nhưng, địa phương cường đại nhất của võ giả còn là lực lượng a. Lăng Hàn trở mình vung trưởng, triển khai phúc địa ấn, một mảnh kim quang chấp động. Thình thịch, một kích đối oanh, tự nhiên bị đẩy lui 30 bước, mà Lăng Hàn lại đứng yên không lùi, lăng hàn không khỏi nhíu mày nói lực lượng của ngươi rõ ràng không ngừng ở đây vì sao không toàn lực ứng phó bởi vì này chỉ là tầng thứ nhất khí linh đáp chín tầng khảo nghiệm một tầng mạnh hơn một tầng lăng hàn cười ha ha nói giải phong lực lượng ta muốn chiến phá hư cảnh mạnh nhất khí linh suy tính một chút mới nói như ngươi mong muốn oanh trên tinh thể tự nhiên nhất thời bạo phát ra lực lượng đáng sợ tạo thành thực chất hóa thành cuộn sóng tuôn ra cuộn sóng xẹt qua thân thể lăng hàn làm hắn không khỏi nổi lên một tầng da gà. Lực lượng này quá mạnh mẽ, Lang Hàn lại không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn nói: đây là lực lượng phá hư hai mươi tinh. Ha ha ha, thảo nào không ai có thể siêu việt ngươi. Ngươi chân chính tu lực lượng của phá hư cảnh đến cực hạn. Ở phá hư cảnh, chiến lực cực hạn tuyệt không phải phá hư hai mươi tinh, mà là lực lượng. Nhưng chiến lực phá hư hai mươi tinh cũng không có mấy người có thể đạt đến, huống chi là lực lượng. Đến chiến. Lăng Hàn cười ha ha, ra tay đón nhận, thình thịch, dưới một kích, Lăng Hàn liền bị đánh bay, nhưng thể phách của hắn quá biến thái, một quyền này ngay cả chút thương tổn cũng không có tạo thành. Nhưng theo quy tắc, lấy ngăn cản đi qua cửa khảo hạch thứ ba, vậy đừng nói 10 chiêu, dù 10 vạn chiêu cũng không sự. Lực lượng không đạt tới thần cấp, làm sao có thể tổn thương được thần thiết. chương 917, thiên tài tầng 6, Lăng Hàn gào to một tiếng, đảo quyền quay về, trực tiếp lấy cung cài tên, triển khai diệt long tinh thần tiến bắn về phía đối phương. Tự nhiên cũng không có thể phách mạnh mẽ như hắn, dám lấy thân thể cứng rắn đón, lúc này nắm tay ngưng lại, đánh tới mũi tên. Ba, mũi tên bị hắn đánh bay, nhưng trên tay tự nhiên cũng có tinh quang tạc khai, hình như bị thương. Dù sao cũng là diệt long tinh thần tiễn, chân chính truyền thừa từ cường giả thần giới. Hơn nữa lăng hàn nhất thống hằng thiên đại lục, trong tay tự nhiên không thiếu tài nguyên, lần nữa chế tạo ra bảo cung cấp 10, hơn nữa chắc chắn là chân kim cấp 10 làm tên rồi. Hiện tại lực lượng của Lăng Hàn là cái gì? Phá hư 16 tinh, đón đỡ một mũi tên này của hắn, phá hư cảnh nào có thể như không có việc gì. Trừ khi thể phách cũng đạt đến độ cao như hắn, khí linh không khỏi khiếp sợ, thể phách, chiến lực của Lăng Hàn làm cho mắt nó sáng ngời, phải biết nhân tộc này còn không có đạt đến cực hạn phá hư 20 tinh a. Lăng Hàn không chút nương tay, hưu hưu hưu, lại bắn ra tam liên kích, tiếp đó trường kiếm tuôn ra, tay phải triển khai vạn pháp quy nhất, tay trái vận chuyển phúc địa ấn, đánh tới tự nhiên thình thịch hình thịch hình thịch, hai người chiến đấu kịch liệt, lực lượng vô tận chấn động, như sóng biển dâng trào. Chiến lực của Lăng Hàn khai hỏa toàn bộ, lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn, hắn tự nhiên sẽ không cứng rắn khiêng chính diệt, mà phát huy chiến lực của bản thân đến cực hạn, nhất là diệt long tinh thần tiễn, này có thể dung hợp lôi động cử thiên và chân thị chi nhãn, bộc phát ra chiến lực đáng sợ nhất. Nhưng để hắn thất vọng là, toàn thân tự nhiên không có một chút xíu nhược điểm. Bởi vì đối phương không phải sinh linh chân chính, mà là khí linh lợi dụng tự nhiên lưu lại tinh thần lạc ấn hình thành, vậy dĩ nhiên không có nhược điểm của sinh linh. Bất quá, không có nhược điểm, không phải nói toàn thân đều là nhược điểm sao? Lăng Hàn loạn xạ, tiến tiễn đáng sợ, mà một khi bị tự nhiên kéo gần, hắn thay cung thành kiếm, chém vạn pháp quy nhất, bạo phát hết sức, có thể bước lui cường giả như tự nhiên. Trang diện rằng co không gì sánh được, thay đổi một người khác, dù cho đồng dạng có lực lượng phá hư 16 tinh cũng không có khả năng đối oanh với tự nhiên. Nhưng Lăng Hàn bất đồng, hắn mạnh nhất không phải chiến lực, mà là bất diệt thiên kinh mang tới phòng ngự cực hạn, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Hắn trời sinh liền đứng ở chỗ bất bại, 10 chiêu, 20 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, bọn họ đã sớm đánh đến hạn mức cao nhất của bạch tinh tháp, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Lăng Hàn cố nhiên bị tự nhiên đánh cho bay ngang, nhưng ở dưới diệt long tinh thần tiến, tự nhiên cũng không dễ chịu, trên người không ngừng chấp động tinh quang, như muốn vỡ nát. Nếu như không hạn chế đánh tiếp, thua nhất định là tự nhiên, nguyên nhân rất đơn giản, thể phách của Lăng Hàn là thần thiết. Đây là không thể giải, dừng tay, khí linh rốt cục hô ngừng chiến đấu, ba, tự nhiên tinh thể lập tức hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Nó dừng một chút mới nói, trận chiến này lấy thế hòa luận, người quả thực rất cường đại, tăng lên một tinh lực lượng nữa, nói không chừng có thể giành lấy vinh dự, trở thành người thủ quan mới. Lăng Hàn cười nhạt, hắn chỉ có hứng thú đánh một trận với cường giả, giành lấy gì đó, lại không có lợi hắn mới mặc kệ người có thể tiến nhập tầng thứ hai tiền phương xuất hiện một loạt thang lầu lăng hàn cất bước leo lên tầng thứ hai kế tiếp khảo nghiệm giống như tầng thứ nhất diễn luyện công pháp phố kỹ lấy thần hồn trùng kích ngọc bài chỉ là độ khó công pháp phố kỹ đề cao mà cường độ ngọc bài cũng tăng cường trở nên càng ngày càng khó cửa thứ ba lăng hàn đã không cần khảo nghiệm tự động thông qua ở tầng thứ nhất hắn hao tốn quá nhiều thời gian người nhanh đều đã vào tới tầng thứ ba bất quá từ tầng thứ hai bắt đầu tốc độ của lăng hàn cũng nhanh điên cuồng đuổi theo xem tầng thứ năm phát sáng là ai vậy mạnh như vậy nhất định là quý tiên tử người ta là thiên tài đặt song song với la phách lâm do hai người kia có thể đi qua tầng năm quý tiên tử dĩ nhiên cũng không ngoại lệ nói không chừng có hắc mã giống như mã hưng a ha ha người suy nghĩ nhiều kia chỉ là ngoài ý muốn bên ngoài mọi người nghị luận mà các đại lão của bắc phân viện cũng thập phần quan tâm dù sao tứ đại phân viện cạnh tranh rất kịch liệt phân viện nào không muốn áp đảo tam viện khác di tầng thứ năm lại sáng người hoa mắt sao làm sao ct ta dám khẳng định vừa nãy tháp thân đã tối tiếp đó lại sáng lên đúng vì sẽ không có khả năng sáng lâu như vậy tuyệt đối là có người thứ hai thông qua tầng năm trời a à, lần này thiên tài cũng quá nhiều đi trước đây có thể xuất hiện hai ba thiên tài nhất tinh cũng đã cao hiện tại lại có năm người Ai, dĩ vãng ta còn có khả năng trùng kích trước người, hiện tại phỏng trừng không nổi. Người thực sự là nghĩ quá đẹp, dù đặt ở dĩ vãng người cũng không có chút khả năng. Một lát sau, tầng thứ sáu phát quang. Cái gì, lúc này, tất cả mọi người giật mình không gì sánh được, tầng thứ sáu lại phát quang. Đây là lần thứ hai, trước chỉ có Mã Hưng mới thông qua tầng thứ sáu. Chẳng lẽ là Quý Tiên Tử, còn mạnh hơn là Phách và Lâm Do A, à, thật là làm cho người bất ngờ. Tháp càng lên cao như vậy mỗi lần phát sáng duy trì thời gian càng lâu. Như tầng 1, tầng 2 phát sáng tối đa chỉ nửa nhịp tim đập, nhưng tầng thứ 6 chấp động chỉ ít 10 nhịp tim đập, lúc này mới phai nhạt xuống. Các đại lão của Bắc Phân Viện đều vui mừng không hiểu, tương lai là thiên tài nhị tinh A, bao nhiêu năm mới có thể gặp. Nhưng vào lúc này, tầng thứ 6 lại phát sáng. Ông trời của ta, thiên tài nhị tinh thứ ba ai, đến tột cùng là ai, một cái nhất định là quý tiên tử, một cái khác là ai a à? Tất cả mọi người ôm đầu, qua tầng thứ 5 còn có thể tiếp thu, nhưng bây giờ cũng quá khoa trương, đừng xem chỉ thông qua nhiều một tầng, nhưng thiên tài nhất tinh và thiên tài nhị tinh, đây là cách biệt một trời. La Phách cắn chặt răng, hắn vẫn tràn đầy dã tâm với Quý Vân Nhi, hơn nữa địa vị của Quý gia kém hơn La gia, hắn đang định sau khi tiến vào Sích Thiên học viện sẽ để gia tộc cầu hôn Quý gia. Nhưng bây giờ, nếu như Quý Vân Nhi thật thành thiên tài nhị tinh, Quý gia còn có thể đồng ý hôn sự này sao? Cơ bản sẽ không bọn họ nhất định sẽ thay quý như vân tìm kiếm vị hôn phu càng thêm ưu tú. chương 918, tầng 8, đừng nhìn hắn bây giờ là cái gì một trong tam đại cường giả tuổi trẻ của Hoàng Đô, nhưng 5 năm, năm sẽ đổi một lần, đợi ba người bọn họ tiến nhập xích thiên học viện, kế tiếp tự nhiên còn có tam đại cao thủ trẻ tuổi mới, hoặc là tứ đại ngũ đại. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, quý như vân đã ưu tú như vậy, hắn càng không thể nhường cho người khác. Ta dựa vào, trời, tầng thứ năm lại sáng, Mọi người nhất thời trợn mắt, tầng thứ 5 của bạch tinh tháp quả nhiên lại sáng. Thứ 6 rồi, bất quá, nhóm người cuối cùng không sai biệt lắm là cùng lúc đi vào, hiện tại người này mới đi qua tầng thứ 5, chắc là dùng hết tiềm lực, không có khả năng lên tầng thứ 6. Có người thôi chắc nói, này được rất nhiều người gật đầu tán thành, người có thực lực đi qua tầng thứ 6, vậy qua 5 tầng trước khẳng định dễ dàng, làm sao người ta đã thông qua tầng thứ 6, người chỉ vừa mới đi qua tầng thứ 5. Rõ ràng lực bất tòng tâm A người này lại chính là lăng hàn hắn nhàn nhã bước về tầng thứ sáu ngược lại cũng sẽ không có ai đuổi hắn ra ngoài hắn thực không vội nha bất quá bởi vì không cần đánh cửa thứ ba tốc độ của hắn lại là càng lúc càng nhanh lúc này phần lớn người đã ly khai bạch tinh tháp người mạnh nhất đều đã xông lên tầng thứ sáu người phía dưới lại kéo cũng kéo không được bao lâu trong tháp còn có ba người có đại lão học viện hỏi qua khí linh tiếp đó tuyên bố trong ba người này một cái nhất định là quý như vân này rất rõ ràng, bởi vì sau khi nàng đi vào còn chưa đi ra, ai không biết Minh Châu danh chấn hoàng đô này. Bất quá, hai người khác là ai thì không có mấy người biết. Lẽ nào đầu gỗ thông qua tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6. Vẻ mặt của lệ vi vi kinh ngạc, tiếp đó giơ chân. Đây chẳng phải là bản tiểu thư lại thua hắn. Oa nha nha, ghê tởm, quá ghê tởm. Đúng lúc này, tầng thứ 6 lại sáng. Phốc, trước còn tràn đầy tự tin, nói lăng hàn không có khả năng đi qua tầng thứ 6 đều phun ra, khuôn mặt xấu hổ. Dựa vào, mặt mũi bị đánh quá đau a, à. ngươi nha, đã có thể đi qua tầng thứ sáu, vì sao không nhanh một chút, có hành hạ người như ngươi sao? Có người đi ra, chỉ thấy lối vào xuất hiện một người, đó là một thanh niên mặc cẩm bào, nhưng gần như không ai nhận được thân phận của hắn. Nhưng mọi người đều biết, hiện tại vô luận là ai đi ra, cũng là thiên tài tới tầng 6. Ta biết, hắn gọi Trình Hạo Phi, hậu đại của Trình gia. Trình gia, Trình gia của đại tư Mã Trình đại nhân hắc hắc, trừ đại tư mã trình đại nhân, còn có thế lực nào dám xưng trình ra. Trong góc, tên lão giả kia thất vọng lắc đầu, tuy hậu bối có hy vọng trở thành thiên tài nhị tinh, đích thật là bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng cùng hắn mong muốn còn kém một chút. Ghê tẩm A, vì sao còn có ba thiên tài tầng 6? Tuy trình hạo phi cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn tự tin phi dương. Hắn thông qua hai khảo nghiệm trước của tầng thứ bảy, chỉ là không thể tiếp được 10 chiêu của tự nhiên mà thôi. Ý vị này là hắn còn có không gian để thăng cực lớn, dù sao Thiên Phú ở đàng kia, chỉ cần chiến đấu nhiều hơn, hoặc tu bí thuật gì, chiến lực của hắn có thể xuất hiện bay vọt. Hắn còn không biết có hai người khác còn ở trong tháp, mang theo nụ cười tự tin không gì sánh được, đối mặt mọi người, tưởng sẽ tiếp nhận tiếng hoan hô như biển gầm, còn có ánh mắt ái mộ của các nữ nhân. Nhưng hắn thất vọng rồi, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh tháp, tựa hồ căn bản không có ý thức được hắn xuất hiện. "Sát, đây là cái tình huống gì?" Sắc mặt của Trình Hạo Phi không khỏi co quắp một màn này là hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, hắn không khỏi dừng chân, thiếu chút nữa lảo đảo, quay đầu trở lại, làm bộ không cho là đúng, cũng vảnh tai nghe tỉ mỉ. Nguyên lai, like, còn có hai người ở trong bạch tinh tháp, hơn nữa đều thông qua tầng 6. Cái gì, xuất hiện một mã hưng không tính, lại còn có hai người có thể đặt song song với mình. Chiếu nói như vậy, hắn ngay cả tên thứ hai cũng không chắc giữ được, thậm chí rơi xuống thứ tư. Dựa vào, gặp quỷ rồi, sớm biết vậy hắn sẽ đợi 5 năm nữa a à cũng không tin 5 năm, năm kế tiếp còn có thể toát ra nhiều thiên tài như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có đợi, kỳ vọng hai người trong tháp không bằng hắn, lấy không được thứ nhất cũng có thể ngồi thứ hai. Bất quá, tuy tất cả mọi người quan tâm thành tích của hai người còn lại, nhưng đại lão của Bắc Phân Viện vẫn chịu kiến trình hảo phi. Thiên tài như vậy tất nhiên phải hảo hảo lung lạc, cho chút chỗ tốt, bằng không người ta trực tiếp buông tha tư cách nhập học, ở 5 năm, năm sau vào Đông Phân Viện, vậy bọn họ đều sẽ bị viện trưởng đại nhân mắng chết. Lại một lúc sau, tầng thứ bảy phát sáng. Lần này, tất cả mọi người chấn kinh đến ra đầu tê dại. Đi qua tầng bảy, đây là khái niệm gì? Thiên tài tam tinh, không kém gì Mã Hưng, thật không yếu a. À. Phải biết Mã Hưng là dựa vào vương giả chi khí mới có trở thành thiên tài tam tinh, nhưng bây giờ thì sao, tiềm lực của người ta liền thẳng tiến tam tinh. Hơn nữa võ giả ở hậu thiên có thể tu thành vương giả chi khí, cũng không phải độc quyền thuộc về một ít người trời sinh. Là ai, đến tột cùng là ai? Chỉ một lát, liền thấy một bạch y nữ tử xuất hiện, tóc đen như bọc, thanh lệ xuất trần, như tiên nữ dáng trần. Vân tỷ tỷ, lệ vi vi vội vã chạy tới, chúc mừng Vân tỷ tỷ thông qua tầng thứ bảy. Sau này rào bước tiến lên thần cảnh chính là thiên tài tam tinh. Những người khác đều gật đầu. Tầng bảy sáng lên chưa bao lâu, quý Vân Nhi liền xuất hiện, hiển nhiên nàng thông qua tầng thứ bảy, nhưng thua ở tầng thứ tám, nên mới lui ra. Tầng tầng bảy a, cho dù là đại quốc như loạn tinh hoàng triều nhưng mấy nghìn năm mới có thể hiện ra một cái. Quý Vân Nhi biến sắc nói, ta không có đi qua tầng thứ bảy mà thua ở cửa thứ ba a. cái gì, lệ Vi Vi kinh hô, cái gì, những người khác cũng kinh hô, cư nhiên không phải Quý Vân Nhi, làm sao có thể, lệ Vi Vi chợt ôm đầu liên tục rậm chân nói, không tin, bản tiểu thư không tin, cư nhiên là đầu gỗ kia, a, à, bản tiểu thư thật muốn giết chết hắn, nàng không phải là không có nghĩ tới người đi qua tầng bảy là lăng hàn nhưng ý niệm này chỉ thoáng liền qua, ai bảo hắn so với Quý Vân Nhi chứ. Nhưng bây giờ Quý Vân Nhi chính mồm thừa nhận, nàng không phải người đi qua tầng thứ bảy, vậy chỉ còn lại có một cái. chương 919, Ban Thưởng Thượng, Lăng Hàn, một võ giả đến từ hạ giới, một con kiến hôi căn bản không bị thần giới để ở trong mắt. Lệ vi vi cuối cùng chịu phục, đế vương có thể đánh vỡ lịch sử, khai thiên đi tới thần giới làm sao sẽ đơn giản. Vi vi, người nhận thức người này, quý vân nhi tra mặt quan sắc, lập tức nhìn thấu đầu mối. Lệ Vi Vi gật đầu, đó là một võ giả của tiểu thế giới, hơn 10 ngày trước mới tới thần giới. Quý Vân Nhi, võ giả của tiểu thế giới, điều này sao có thể, hoàn cảnh tu luyện của tiểu thế giới có thể so với thần giới sao? Tài nguyên có thể so với thần giới sao? Thực lực cường giả có thể so với thần giới sao? Cái gì cũng lạc hậu hơn không gì sánh được, quả thực có thể coi là đất cằn sỏi đá. Nhưng người từ địa phương như vậy đi ra, lại hoàn thành một hành động vĩ đại, Thông qua tầng thứ bảy, Tư chất như vậy, ở toàn bộ Sích Thiên học viện cũng có thể đứng vào trước 10. Các đại lão của Bắc Phân viện vô cùng kích động, lần này bọn họ kiếm lớn, không chỉ Tam đại thiên tài toàn bộ tới, Quý Vân Nghi càng biểu hiện ra tiềm lực của thiên tài nhị tinh. Mặt khác còn xuất hiện ba thất hắc mã, kém nhất cũng biểu hiện ra tiềm lực thiên tài nhị tinh, hai người khác một cái có vương giả chi khí, một cái khác có tiềm lực trở thành thiên tài tam tinh. Bắc Phân viện đang hưng, nhưng mà, đây cũng không phải cao trào chỉ một hồi tầng thứ tám phát sáng trời ạ à, ta không có nhìn lầm chứ là ánh trăng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hay là tầng thứ tám phát sáng không thể nào chúng ta đều nhìn lầm đúng là tầng thứ tám sáng lên thiên tài tứ tứ tinh cái này ngay cả các đại lão của bắc phân viện cũng ngồi không yên đều đi tới dưới bạch tinh tháp không kịp chờ đợi muốn nhìn siêu cấp thiên tài kia là ai thiên tài tứ tinh đây là khái niệm gì tả hữu nhị tướng thất đại tướng đương thời cũng chỉ là thiên tài tứ tinh nhưng chín vị này là tồn tại gì? Trụ cột vướng vàng của loạn tinh Hoàng Triều, gần như đỉnh phong của tinh cầu này. Mọi người khiếp sợ, nhưng ai cũng càng thêm mong đợi, người bên trong có thể qua tầng thứ 9, trở thành thiên tài ngũ tinh chỉ ở trong truyền thuyết hay không? Tên biến thái này, Lệ Vi Vi lẩm bẩm nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng không thể tin tưởng tên giám thí kia cư nhiên có thể trở thành thiên tài tứ tinh. Nghĩ đến dáng dấp ngạo khí mà tự tin của đầu gỗ, nàng có loại phát điên muốn đạp mặt của Lăng Hàn. Trong tháp, môn hộ đi thông tầng thứ 9 đã mở ra, nhưng Lăng Hàn ngừng chân, thầm nói. Có nên lên tầng thứ 9 hay không? Được rồi, hiện tại ta hẳn là có thể ổn thứ nhất, không cần phải bày toàn bộ tiềm lực ra ngoài. Hiện tại ta là thiên tài tứ tinh, học viện nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa tuy thiên tài tứ tinh xuất sắc, nhưng trong lịch sử học viện không phải là không có xuất hiện qua thiên tài như vậy. Nhưng ngũ tinh, vậy thì không phải là chuyện tốt, thiên tài ngũ tinh thì ngay cả vị nữ hoàng kia cũng phải kinh động, thậm chí sẽ đào móc bí mật ở trên người hắn, tìm ra gốc gác của hắn. Chỉ là người từ tiểu thế giới tới, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nói thật, nếu không phải vì ổn cầm thứ nhất, kỳ thực Lăng Hàn chỉ qua tầng thứ bảy sẽ dừng lại, nhưng thiên tài tam tinh vì tất đẻ ép được mã hưng, nhưng tứ tinh tuyệt đối là vượt qua. Nghĩ như thế, hắn dứt khoát xoay người, tầng thứ chín ngay cả lên cũng không lên. Khi Lăng Hàn từ trong bạch tinh tháp đi ra, liền thấy mọi ánh mắt đều nhìn mình. Hắn không khỏi thầm kêu không ổn, xem ra đi qua tầng thứ tám cũng có chút lớn sớm biết hẳn chỉ đi qua tầng bảy liền dừng lại a à. tiểu tử người tên là gì một lão giả cơ hồ là lao tới dùng ánh mắt lửa nóng nhìn lăng hàn phảng phất lăng hàn không phải một nam nhân mà là một tuyệt đại giai nhân lăng hàn có kích động chém ra một quyền bởi vì mặt của lão đầu này sắp dán lên người của hắn nhưng không có biện pháp lão đầu dưới sự kích động căn bản không có che giấu tu vi bản thân phía sau có hư ảnh một vòng nhật nguyệt Ý vị hắn chính là cường giả Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị, nếu như Lăng Hàn chém ra một quyền, bảo chứng một giây kế tiếp hắn sẽ mất mạng. Hắn bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước nói: "Tại hạ Lăng Hàn, tuy hắn hai đời cộng lại cũng hơn 200 tuổi, nhưng ở trước mặt Nhật Nguyệt cảnh, trước tuổi ấy thật không đủ xem, còn không bằng số lẻ của người ta a." À. Lăng Hàn mau quỳ xuống bái sư, "Lão phu thu ngươi làm đệ tử." Lão nhân này vội vàng nói, "Cút!" Một tiếng gầm vang lên, lại một lão giả lao tới trực tiếp đánh bay lão đầu lúc trước, phẫn nộ nói: "Đây là đệ tử của lão phu, thối lắm." Lão đầu lúc trước lập tức nhảy trở về, vung tay với lão đầu thứ hai. "Hắc hắc, lão giả thứ ba đi ra, cười híp mắt nhìn lăng hàn nói: "Tiểu tử, lão phu Trương Đức mãn là trưởng lão Bắc phân viện, mau tới bái lão phu làm thầy, có lão phu cho ngươi chỗ dựa, sau này ngươi muốn đánh ai cũng được." Đây là lời nói hay nhất khi ứng cử a. "Trương lão đầu, ngươi dám đoạt đồ đệ với lão phu?" lão giả thứ tư xuất hiện trận mắt nhìn trương đức mãn không sai trương lão đầu người quá ghê tởm thừa dịp chúng ta đang tỉ thí đoạt đồ đệ hai lão đầu lúc trước ngừng đánh đều đi trở về tiểu tử người bái ai làm sư bốn lão giả lại đồng thời nhìn lăng hàn điều này làm cho mọi người đỏ mắt được bốn vị cường giả nhật nguyệt cảnh cướp thu đồ đệ đây là vinh diệu bực nào nhân sinh như vậy còn có cầu gì đừng xem loạn tinh hoàng triều còn có cường giả tinh thần cảnh nhưng cường giả như vậy mới bao nhiêu Nhật Nguyệt Cảnh mới là lực lượng trung kiên của loạn tinh hoàng triều, tinh thần cảnh càng nhiều chính là một loại tác dụng kinh sợ, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dĩ nhiên, Nhật Nguyệt Cảnh cũng chia trình tự, bốn lão đầu này đều là tiểu cực vị, lót đáy trong Nhật Nguyệt Cảnh. Chớ có lãng phí thời gian, nhanh hoàn thành thủ tục nhập viện. Đúng lúc này, chỉ thấy một trung niên nam tử bay vút tới, đứng ở trên đỉnh tháp, nhìn phía dưới nói, tuy thanh âm không cao, nhưng thẳng vào nhân tâm. "Vâng, phó viện trưởng đại nhân." bốn lão giả vội hành lễ mọi người thế mới biết thực lực của nam từ trẻ tuổi kia còn mạnh hơn cả bốn lão giả này có chút bất khả tư nghị nhưng tu vi càng cao thọ nguyên càng dài tương đối mà nói tốc độ già cũng sẽ giảm bớt